Trung tâm việc làm là một căn nhà ảm đạm trên một con phố nhỏ. Tôi đạp xe đến đó, xuống xe và đi bộ vào. Muốn mất xe đạp à? Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi xoay lưng nhìn người hỏi. Chắc là những người thất nghiệp thì không lấy cắp của nhau đâu nhỉ, tôi hỏi. Anh hẳn là người mới đến đây rồi, xích xe lại đi không là đi bộ về đấy, anh ta nhún vai rồi đi vào trong tòa nhà. Tôi quay lại, và lục tìm trong túi đồ treo trên xe. Đây, có một sợi xích và khóa. Đang định lắp xích vào bánh xe như tôi từng thấy người khác làm, tôi sực nghĩ thế chìa khóa đâu nhỉ. Tôi lại vụng về tìm trong những chiếc túi xa lạ và lôi ra được một sâu chìa khóa. Thử hết chìa này đến chìa khóa, cuối cùng tôi cũng tìm được đúng chiếc cần tìm. Tôi đi theo lối dẫn và bước vào tòa nhà. Theo bảng chỉ đường bằng giấy bìa với những mũi tên vẽ bằng mực đen, tôi rẽ phải và bước vào một căn phòng với rất nhiều ghế gỗ cứng đặt san sát nhau. Chào giáo sư, có tiếng nói vang lên. Lại đây ngồi cạnh tôi để chờ đến lượt này. Tôi lại gần và chen vào một chiếc ghế cạnh anh ta. Sáng nay trông anh hơi lạ, anh ta tiếp tục nói. Anh đã làm gì mình thế? Tôi để anh ta tiếp tục nói, lắng nghe và nhặt những mảnh thông tin vụn vặt từ câu chuyện. Khi thư ký gọi tên, mọi người bước lên và sẽ ngồi ngay trước bàn thư ký. Một cái tên gọi nghe quen quen một cách mơ hồ được xướng lên. Là người mình quen sao? Tôi tự hỏi, không ai di chuyển cả. Cái tên được gọi lại. Đi đi là anh kìa, người bạn mới của tôi nhắc nhở. Tôi đứng lên và đi về phía bàn thư ký, rồi ngồi xuống như tôi thấy những người khác đã làm. Sáng nay anh làm sao thế? Người thư ký hỏi, tôi thấy anh đến, rồi lại không thấy đâu nữa, tôi tưởng anh đã về nhà rồi chứ. Anh ta nhìn tôi chăm chú. Kiểu gì thì sáng nay anh cũng trông khác lắm. Không thể do kiểu tóc được, vì anh làm gì có tóc. Rồi anh ta ngồi thẳng người và nói, không, thật ngại là chẳng có việc gì cho anh cả. Chúc anh may mắn lần sau. Xin mời người tiếp theo. Tôi bước ra, lòng nặng trĩu, và lại đạp xe trở về Hampton Court. Tôi ghé mua một tờ báo và tiếp tục đạp xe dọc bờ sông thêm. Chỗ này là một điểm tham quan đẹp mà người London hay ghé đến mỗi khi có kỳ nghỉ. Tôi ngồi bên bờ sông rậm cỏ, tựa lưng vào một thân cây và đọc mục tuyển dụng trên tờ báo. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được việc nhờ vào trung tâm việc làm đâu, một giọng nói vang lên, và một người đàn ông bước ra khỏi lối đi rồi ngồi phịch xuống trên cỏ cạnh tôi. Nhổ một cọng cỏ thân dài, anh ta nhai hết bên này rồi đến bên kia trong miệng. Họ chẳng trả cho anh trợ cấp thất nghiệp đúng không? Rồi họ cũng chẳng giải quyết cho anh đâu. Họ giao việc cho những người họ phải trả trợ cấp thôi, thế là họ tiết kiệm được tiền, thấy chưa? Nếu họ giao việc cho anh thì họ lại phải trả trợ cấp cho gã nào khác và chính phủ sẽ làm ầm lên việc ấy, thấy chưa? Tôi nghĩ thế là kết thúc rồi. Anh ta nói nghe rất có lý, mặc dù ngữ pháp của anh ta làm tôi váng hết cả đầu. Thế thì anh nên làm gì? Tôi hỏi. Tôi á, tin tôi đi, tôi chẳng cần việc đâu, tôi đi lấy trợ cấp thôi, thế cũng đủ sống rồi. Ồ, tốt thôi, nếu ông thật sự cần việc, hãy đến một trong những bưu ấy đây nhìn đây này. Anh ta với tay và lấy tờ báo của tôi, bỏ mặc tôi đang mơ hồ tự hỏi bưu là gì. Tôi nghĩ quả thật có quá nhiều thứ phải học. Tôi đã ngờ nghệch biết bao trong cái thế giới phương Tây này. Liếm ngón tay và lầm bẩm bảng chữ cái, anh ta vụng về lật qua những trang báo. Đây xem này, anh ta reo lên mừng rỡ. Trung tâm tuyển dụng bưu đây ông tự xem đi. Tôi lướt mắt nhanh nhìn sang cột nội dung được chỉ bởi ngón tay cái rất bẩn của anh ta. Văn phòng tuyển dụng, công ty giới thiệu việc làm. Nhưng đây là công việc cho phụ nữ, tôi nói với giọng bất mãn. Cứ đi đi, anh ta trả lời, anh không biết đọc à, nó ghi là có cả cho đàn ông và phụ nữ. Giờ anh đi gặp họ xem và đừng để họ dắt mũi. Ôi, họ sẽ làm đủ trò lôi kéo nếu anh mềm lòng. Đến và bảo họ anh cần việc. Trưa hôm ấy, tôi vội lao ra khỏi trung tâm London, leo lên những bậc thang bẩn và cũ của một văn phòng ọp ẹp nằm trên con phố hẹp của khu Soho. Trong một căn phòng bé tí xíu, có vẻ như đã từng là một phòng kho nhỏ, một phụ nữ tóc nhuộm vàng hoe, với bộ móng giả sơn đỏ chóe đang ngồi sau một chiếc bàn sắt. Tôi cần tìm việc, tôi nói. Cô ta ngả người ra phía sau, rồi dò xét nhìn tôi lạnh lùng. Ngáp thật to, cô ta ngoác cái miệng đầy răng sâu và chiếc lưỡi tưa rồi nói ANS đi đâu. Tôi chố mắt nhìn cô ta một cách trống rỗng. ANS đi đâu? Cô ta lặp lại. Xin lỗi, tôi nói, nhưng tôi không hiểu câu hỏi của cô. Trời ơi, cô ta thở dài mệt mỏi.
ANS không nói tiếng Anh à? Đờ yềng vào mẫu này. Cô ta vứt cho tôi một bảng câu hỏi, rồi cất bút, đồng hồ, một quyển sách và sách giỏ biến mất vào căn phòng phía sau. Tôi ngồi xuống và đánh vật với các câu hỏi. Một lúc lâu sau, cô ta quay trở lại, hất ngón cái về hướng vừa đi ra và ra lệnh vào kia. Tôi đứng lên, loạng choạng bước vào một gian phòng rộng hơn căn phòng vừa rồi một chút. Một người đàn ông đang ngồi sau một chiếc bàn móp méo bừa bãi đầy rác giấy. Anh ta đang nhai đầu một điếu xì gà rẻ tiền và hôi hám, chiếc mũ phớt ố màu đội hở hững nửa sau đầu. Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống trước mặt. Anh có mang phí đăng ký không? Anh ta hỏi. Tôi thò vào túi và móc ra số tiền tổng theo tờ khai. Anh ta nhận tiền, đếm lại hai lần rồi cho tiền vào túi. ANS đã chờ ở đâu? Anh ta hỏi. Ở văn phòng phía ngoài, tôi ngây ngô trả lời. Anh ta bật cười hô hố khiến tôi vô cùng sửng sốt. Hô, 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 anh ta giống lên. Tôi nói, ANS đã chờ ở đâu? Và ANS trả lời là ở văn phòng phía ngoài. Quệt đôi mắt đang chảy nước vì cười, anh ta cố gắng lắm mới kiềm chế được và nói, nghe này cu, ANS chẳng phải diễn viên tấu hài, mà tôi cũng chẳng có thời gian để phí. ANS từng làm bồi bàn chưa thế? Chưa, tôi trả lời. Tôi muốn làm một trong những việc ở các dòng này, tôi đưa anh ta danh sách một loạt việc tôi có thể làm, thế giờ anh có thể giúp hay không? Anh ta nhíu mày khi đọc danh sách. Tôi không biết, anh ta nói giọng hoài nghi, ANS nói chán lắm, để xem nào, để xem bọn tôi làm được gì. Một tuần nữa quay lại. Đặng, anh ta châm lại điếu xì gà đã tàn, nhặt một tờ giấy vừa rơi, gác chân lên bàn và bắt đầu đọc. Tôi vỡ mộng bước ra khỏi cửa, đi ngang qua người phụ nữ màu mè lúc nãy, đang chào tạm biệt tôi bằng cái liếc nhìn khinh khi và khịt mũi, bước xuống chiếc cầu thang cót két và đi trở ra con phố tồi tàn. Tôi tìm đến một trung tâm việc làm khác, không xa nơi ấy. Tim tôi trùng xuống khi vừa thấy lối vào. Một cánh cửa hông, cầu thang gỗ thô mộc, tường bẩn sơn chóc từng mảng. Trên tầng 2, tôi đẩy cánh cửa ghi, mời vào. Bên trong là một gian phòng rộng, kéo dài theo chiều rộng của tòa nhà. Những chiếc bàn ọp ẹp nằm chờ đợi, mỗi chiếc bàn có một người đàn ông hoặc một người phụ nữ với một đống thẻ chỉ mục trước mặt. Vâng, tôi giúp gì cho anh được? Một giọng nói cất lên bên cạnh tôi. Xoay người, tôi thấy một người phụ nữ tầm 70 tuổi, dù bà ấy trông có vẻ già hơn. Không chờ tôi trả lời, bà ấy đưa cho tôi một bảng câu hỏi và yêu cầu tôi điền rồi nộp lại ở chỗ bàn cô gái. Tôi nhanh chóng điền vào một mớ trả lời chi tiết và khá riêng tư rồi nộp cho cô gái như đã được hướng dẫn. Chẳng buồn liếc mắt xem tờ khai, cô gái nói, giờ anh có thể đóng phí đăng ký. Tôi đóng tiền và nghĩ trong bụng họ kiếm tiền thật dễ. Cô gái đếm tiền cẩn thận rồi truyền tiền qua một cửa chập đến một người phụ nữ khác, người này đếm lại số tiền và đưa cho tôi một biên nhận. Cô gái đứng lên và gọi, có ai đang trống không? Một người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn phía xa vẫy tay một cách chậm chạp và hời hợt. Cô gái xoay người và nói với tôi, anh đằng kia sẽ tiếp anh. Len lỏi giữa những cái bàn, tôi đi về phía người đàn ông ấy. Anh ta không buồn để ý đến tôi mà tiếp tục ghi chép, rồi anh ta đưa tay ra. Tôi nắm và bắt tay anh ta, nhưng anh ta giật ra và nói với giọng gắt gỏng, không, không. Đưa cho tôi biên nhận của anh đấy, hiểu chưa? Anh ta soi xét tờ biên nhận thật kỹ, rồi lật sang xem cả mặt trắng. Đọc lại mặt trước, anh ta hẳn đã nhận định tờ biên nhận này là thật, sau cùng anh ta bảo, ngồi đi chứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta lại lấy một tờ khai mới rồi bảo tôi điền trả lời vào tất cả những câu hỏi mà tôi vừa điền xong lúc nãy. Tờ giấy tôi đã điền trước đó đáp vào sọt giấy nháp và tờ giấy của anh ta đưa tôi thì đi vào ngăn kéo bàn, rồi anh ta nói, tuần sau quay lại, chúng tôi sẽ xem xét xem chúng tôi có thể làm được gì. Anh ta trở lại việc tiếp tục ghi chép, và tôi nhìn thấy anh ta đang viết một lá thư riêng cho vài người phụ nữ. Này, tôi nói lớn tiếng, tôi cần anh chú ý ngay bây giờ. Anh bạn. Anh ta phản ứng, chúng tôi đơn giản là không thể làm cái gì cũng vội vã, chúng tôi có hệ thống, anh biết chứ, cả một hệ thống. Thôi được, tôi nói, tôi cần công việc ngay bây giờ, hoặc là trả tiền lại cho tôi. Chà, chà, anh ta thở dài, thật rách việc, liếc nhanh gương mặt kiên định của tôi, anh ta thở dài lần nữa, rồi bắt đầu mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, như thể việc ấy sẽ kéo dài thời gian để anh ta nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Anh ta lỡ tay kéo một ngăn kéo quá xa. Có tiếng rơi và rất nhiều vật dụng cá nhân vung vãi khắp sàn nhà. Một chiếc hộp với cả ngàn chiếc kẹp giấy đổ ra.
Chúng tôi chồm xuống sàn, nhặt nhạnh đồ vật và bỏ chúng lên trên bàn. Cuối cùng, mọi thứ cũng được nhặt lên và gạt vào một chiếc ngăn kéo. Cái ngăn kéo quái quỷ này, anh ta nói một cách vô vọng, lúc nào cũng trượt ra như thế, mấy người khác cũng quen nó vậy rồi. Anh ta ngồi thêm một lúc, xem hết các thẻ hồ sơ, rồi tìm xem trong chồng giấy tờ, lắc đầu nguầy nguậy và vứt ra phía sau, rồi lại lấy một chồng giấy tờ khác. À, cuối cùng anh ta cũng thốt lên, rồi lại im bặt. Vài phút sau, anh ta bảo, rồi, tôi có việc cho anh đây. Anh ta vươn tay qua đống giấy tờ, đổi cặp kính rồi bâng quơ thò tay về một chồng danh thiếp. Cầm lấy chiếc trên đầu tiên, anh ta đặt nó trước mặt mình rồi chậm rãi viết. Giờ xem nó ở đâu nào? À, Clapham, anh biết khu Clapham không? Không chờ câu trả lời, anh ta tiếp tục, đấy là một việc rửa tráng ảnh. Anh sẽ phải làm việc ca đêm. Các thợ chụp ảnh đường phố ở khu West End sẽ mang đồ đến vào buổi đêm và nhận ảnh vào buổi sáng. Hừm ừ, để tôi xem nào. Anh ta tiếp tục lật tiếp đống giấy tờ, đôi khi anh phải đi chụp ảnh thay ở West End nữa. Giờ thì cầm chiếc danh thiếp này, đến địa chỉ này và gặp người này, anh ta nói, tay chỉ đầu bút chì vào một cái tên vừa viết trên tấm thẻ. Clapham không phải là một trong những quận trong lành nhất của London, địa chỉ mà tôi tìm đến là một nơi thật sự sập sệ, trong một con phố nhỏ ở khu ổ chuột tồi tàn nối liền khu vực cạnh đường ray. Tôi gõ lên chiếc cửa chóc sơn của căn nhà với một ô kính cửa sổ được sửa bởi giấy dán. Một người phụ nữ đầu tóc bẩn lôi thôi phủ cả mặt, hé mở cửa. Gì? ANS muốn gì? Nghe tôi trả lời, cô ta không nói tiếng nào, xoay lưng và gào lên, Eri. Có người tìm. Xong, cô ta đóng chặt cửa, bỏ mặc tôi đứng phía ngoài. Một lát sau, cửa lại mở, một người đàn ông thô kệch đứng ở bệ cửa, râu lún phún, áo không đóng nút, hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi. Đôi dép đi trong nhà bằng nỉ của anh ta thủng những lỗ to, nhìn thấu cả những ngón chân. Ê cu, muốn gì, anh ta hỏi. Tôi đưa cho anh ta chiếc danh thiếp từ trung tâm việc làm. Anh ta cầm chiếc danh thiếp nghiêng nhìn đủ mọi góc, nhìn đi nhìn lại giữa tôi và chiếc thẻ lần nữa, rồi nói, dân nhập cư hả? Ở Clapham này đầy, được cái không kén chọn như dân anh bọn này. Anh có thể nói cho tôi biết về công việc chứ? Tôi hỏi. Không phải bây giờ, anh ta nói, tôi phải xem anh thế nào trước đã. Vào đây đi, tôi ở trong tầng hầm. Nói xong anh ta xoay người rồi đi mất. Tôi bước vào nhà trong một tâm trạng rối bời. Làm sao anh ta có thể ở trong tầng hầm khi anh ta vừa đứng trước mặt tôi, và tầng hầm là cái gì nhỉ? Sảnh vào căn nhà tối om. Tôi đang đứng nghệt người, không biết phải đi đâu thì giật bắn khi nghe giọng quát bên cạnh, có vẻ như là từ hướng dưới chân, này cu cậu, không xuống đây à? Tiếng bước chân lọc cọc và đầu người đàn ông như trồi lên từ một cánh cửa tầng hầm mờ sáng mà trước đó tôi không để ý thấy. Tôi đi theo anh ta xuống chiếc cầu thang gỗ kẽo kẹt, sợ rằng mình có thể ngã bất kỳ lúc nào. Việc đây, người đàn ông nói một cách tự hào. Chiếc bóng đèn màu hổ phách chiếu ánh sáng mờ ảo qua làn khói thuốc. Không khí trong phòng ngột ngạt. Đặt dọc theo một vách tường là chiếc ghế dài với ống xả nước dọc suốt ghế. Các đĩa tản sáng treo cách quãng theo băng ghế. Trên một chiếc bàn đặt ở một đầu băng ghế có một chiếc máy dọi phim cũ mòn. Trên một chiếc bàn khác đầy lá chì lại là một đống chai lọ. Tôi là Eri, người đàn ông nói. Giờ anh thử pha chế dung dịch cho tôi xem thế nào. Nghĩ thêm, anh ta bổ sung, chúng tôi luôn dùng Johnson Contrasty, lên màu đẹp lắm. Eri đứng sang một bên, quẹt một chiếc diêm lên quần cho bén lửa rồi châm thuốc lá. Tôi nhanh chóng pha dung dịch thuốc hiện và thuốc hãm ảnh. Được rồi, anh ta nói. Giờ lấy một đoạn trong cuộn phim kia rồi tráng ra vài tấm đi. Tôi định đi lấy giấy ảnh nháp, nhưng anh ta nói, không, đừng phí giấy, làm 5 giây thôi. Eri khá hài lòng với sự thể hiện của tôi. Chúng tôi trả lương tháng nhé, cu cậu, anh ta nói. Đừng làm ảnh khỏa thân. Tôi không muốn rắc rối với cảnh sát. Đưa hết ảnh khỏa thân cho tôi. Mấy thằng trẻ hay lên ba cái ý tưởng khỏa thân này nọ cho vài khách hàng đặc biệt. Đưa hết mấy ảnh đó cho tôi, hiểu chưa? Hôm nay bắt đầu luôn lúc 10 giờ tối và nghỉ lúc 7 giờ sáng mai, được không? Thỏa thuận vậy rồi nhé. Đêm đó, trước 10 giờ, tôi đi bộ dọc con phố tối tăm, cố gắng tìm số nhà trong ánh sáng le lói ảm đạm. Tôi đến nơi, leo xuống những bậc thang khập khiễng đến trước cánh cửa loang lổ. Tôi gõ cửa, bước lui lại và chờ đợi. Không lâu sau đó, cánh cửa mở tung với tiếng cót két từ chiếc bản lề rỉ sét. Vẫn là người phụ nữ ấy, người đã mở cửa cho tôi trước đó.
cùng một người, nhưng cô ta trông thật khác. Gương mặt đã được trang điểm kỹ, tóc chải chuốt gợn sóng và với ánh sáng ngược từ sảnh tòa nhà phía sau, chiếc váy gần như trong suốt của cô ta phô bày toàn bộ đường cong cơ thể đến từng chi tiết. Cô ta ngoác miệng cười với tôi và nói, vào đây cưng ơi, em là Marie. Ai gửi anh đến vậy? Không chờ tôi trả lời, cô ta chồm người về phía tôi, chiếc váy khoét sâu trễ nãi đến nguy hiểm, rồi tiếp tục nói, 30 shilling nửa giờ, hoặc 3 pan ten cả đêm. Em biết nhiều trò lắm cưng à. Cô ta nhích sang để tôi bước vào nhà, ánh sáng ở sảnh chiếu lên gương mặt tôi. Cô ta nhìn bộ râu quai nón của tôi rồi phát cáu. Ra là anh, cô ta nói một cách lạnh lùng, nụ cười trôi tuột khỏi gương mặt như phấn trắng bị rẻ ướt chùi khỏi bảng đen. Khịt khịt mũi, thật là mất thời gian. Đây này, cô ta oang oang nói, anh phải cầm chìa khóa riêng đi, buổi tối tôi bận lắm. Tôi xoay người, đóng cửa nhà sau lưng, rồi đi tự xuống tầng hầm tối tăm. Có rất nhiều chồng phim cần phải tráng, làm như thợ ảnh của cả London đã gửi phim ở đây hay sao ấy. Tôi làm việc trong bóng tối thê lương, gỡ từng cuộn phim, kẹp một đầu phim rồi ngâm vào bồn hóa chất. Clack clack clack, đồng hồ báo thức tích tắc. Đột nhiên tiếng chuông báo thức reng, báo hiệu đã đến lúc phải chuyển sang giai đoạn định hình ảnh. Âm thanh không chờ đợi khiến tôi giật bắn và đụng đầu vào một chiếc đèn treo thấp. Ngâm phim vào thuốc hiện vài phút rồi lại chuyển sang thuốc ngưng 15 phút. Thêm một lượt ngâm nữa, lần này là trong chất khử hypo và phim đã sẵn sàng để được rửa. Sau khi hoàn tất tôi bật đèn và phóng to vài bản ảnh rửa trong ánh sáng nhuộm màu hổ phách. 2 giờ sau, tôi đã dọi hết toàn bộ phim, rửa và tráng, làm khô nhanh trong cồn methylic. 4 giờ tiếp sau đó, tôi đã tiến triển rất nhanh với công việc và cũng bắt đầu đói. Nhìn quanh, tôi chẳng thấy có gì để nấu được một ấm nước, chẳng sao, tôi ngồi xuống, mở gói sandwich và cẩn thận rửa một chiếc cốc đong để rót nước uống. Tôi nghĩ về người phụ nữ ở trên lầu, tự hỏi rằng liệu cô ta có đang uống một tách trà ấm nóng và ước rằng cô ấy có thể mang cho mình một tách. Cánh cửa đầu cầu thang dẫn xuống hầm đột ngột bật tung, một luồng ánh sáng tràn vào. Tôi vội vã lao đến để che lại một tập giấy ảnh đã mở trước khi ánh sáng ùa vào làm hỏng chúng, một giọng nói oang oang, này. Anh kia, muốn uống tí gì không? Tối nay ế ẩm quá, tôi vừa pha một ấm trước khi vào đây. Không thể không nghĩ đến anh, chắc là thần giao cách cảm rồi. Cô ta cười vang sau lời đùa giỡn của mình, rồi lộc sộc đi xuống thang. Đặt khay xuống, cô ta ngồi lên chiếc ghế gỗ, thở ra phì phò. Phù, cô ta nói, dưới này nóng vậy. Cô ta cởi thắt lưng của chiếc áo choàng ngủ, mở toang và tôi kinh hãi nhận ra cô ta không mặc gì bên trong cả. Trông thấy vẻ mặt của tôi, cô ta cười nắc nẻ, tôi không cố gắng gì với anh đâu, đêm nay anh có việc phải làm mà. Cô ta đứng lên, chiếc áo choàng ngủ rơi xuống sàn, đưa tay với lấy những chồng ảnh đã khô. Gì? Cô ta thốt lên, tay đang lật qua chồng ảnh, thật là diễn lố. Chả hiểu sao mấy ông già này lại đi chụp ảnh. Rồi cô ta lại ngồi xuống, bỏ quên hẳn chiếc áo choàng ngủ chẳng thương tiếc không khí trong phòng nóng, và tôi còn cảm thấy nóng hơn. Anh có tin vào thần giao cách cảm không? Cô ta hỏi. Đương nhiên tôi tin, tôi trả lời. Tôi có xem một chương trình ở Palladium và họ trình diễn thần giao cách cảm. Tôi thì tôi tin là thật nhưng người dắt tôi đi xem thì lại bảo toàn là giả cả. Có một truyền thuyết phương Đông kể về một lữ khách ở sa mạc Gobi, lạc đà của anh ta đã chết và người ấy phải bỏ đi trong cơn khát cháy đến chết. Đột nhiên phía trước anh ta xuất hiện một túi da đựng nước, trông có vẻ như là một chiếc túi da dê chứa đầy nước của những lữ khách. Tuyệt vọng lao về phía chiếc túi da, anh ta cúi xuống để uống, và nhận ra chiếc túi chỉ chứa toàn kim cương thượng hạng, bị vứt lại để giảm bớt gánh nặng bởi lữ khách khát cháy nào đó. Đó là tư duy của người phương Tây, họ đi tìm kiếm những vật liệu đắt giá, những kỹ thuật tiên tiến, những chiếc tên lửa to hơn và phóng mạnh hơn, những tàu bay không người lái, và những chuyến du hành vào không gian. Trong khi những chân giá trị, du hành thể vía, thấu thị, thần giao cách cảm lại bị hoài nghi và xem là những trò lừa gạt hay mánh khóe sân khấu. Khi người Anh đến Ấn Độ, họ đã được nghe rằng người Ấn Độ có thể gửi thông điệp cho nhau từ rất xa, kể nhau nghe về những cuộc nổi loạn, những cuộc đổ bộ sắp tới, hay bất kỳ tin tức gì mà họ thích. Những thông điệp như vậy được truyền đi trong đất nước chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Việc tương tự cũng được ghi nhận ở châu Phi và được gọi là Bush Telegraph, truyền tin nhanh. Nếu được dạy cách sử dụng, bạn thậm chí không cần đến cả dây điện tín hay điện thoại rối não. Dân địa phương có thể sử dụng những khả năng bẩm sinh để truyền thông điệp đi.
Ở phương Đông, việc nghiên cứu về những vấn đề này đã được thực hiện hàng thế kỷ, còn ở các nước phương Tây, tư tưởng này cũng được đồng tình và không có trở ngại nào chống lại sự hoạt động của món quà của tự nhiên. Marie, tôi nói, tôi sẽ cho cô thấy một trò ví dụ về thần giao cách cảm, trí điều khiển vật. Tôi sẽ là trí, và cô là vật. Cô ta nhìn tôi nghi hoặc thậm chí là có thoáng chốc dè bĩu, rồi trả lời, được thôi, cũng vui mà. Tôi tập trung tư tưởng vào phần gáy của cô ta, tưởng tượng một con ruồi đang chích cô ta. Tôi hình dung ra con côn trùng đang cắn. Bất chợt, Marie đập tay vào sau gáy, miệng thốt ra một từ rất thô tục để mắng con côn trùng đang tấn công kia. Tôi hình dung ra vết cắn mạnh hơn, và rồi cô ta nhìn tôi cười phá lên và nói, ồ nếu tôi mà làm được như thế thì chắc hẳn mấy gã hay đến thăm tôi sẽ có nhiều trò vui đây. Những đêm sau đó, tôi vẫn đến làm việc tại ngôi nhà tồi tàn trong con phố nhỏ tối tăm ấy. Thỉnh thoảng, khi Marie không bận rộn, cô ta lại ghé đến với một bình trà để tán gẫu. Dần dần tôi nhận ra rằng ẩn sâu bên trong dáng vẻ bề ngoài cứng cỏi ấy, bất chấp cuộc sống mà cô ấy đang có, cô ấy vẫn thật sự là một người tử tế. Cô kể tôi nghe về người đàn ông thuê tôi làm việc và nhắc nhở tôi phải có mặt sớm ở chỗ làm vào ngày cuối tháng. Hàng đêm, tôi tráng phim, rửa ảnh và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc giao ảnh vào sáng sớm. Cả tháng dòng tôi không gặp ai khác ở đấy ngoài Marie, rồi vào ngày 31 tôi ở lại muộn hơn. Khoảng 9 giờ, một người trông khá gian manh rộn rạo leo xuống cầu thang không trải thảm. Anh ta dừng ở bậc thang cuối, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, nhe răng gầm gừ, mày nghĩ là mày sẽ được trả lương trước à? Mày làm ca tối cơ mà, biến đi. Tôi sẽ đi khi tôi sẵn sàng, tôi trả lời. Đồ khốn, anh ta nói, tao sẽ dạy mày lễ độ. Anh ta nhặt một chai thủy tinh, đập vỡ cổ chai vào tường, rồi nhắm thẳng những mảnh chai sắc nhọn vào mặt tôi. Mệt và hơi bực dọc với những ngón đòn võ thuật học từ các sư phụ ở phương Đông, tôi dễ dàng giải giới gã nhỏ thó đó, kẹp hắn giữa đầu gối rồi đấm thật mạnh. Marie lao ra khỏi phòng ngủ khi nghe tiếng la hét, và giờ đây đang đứng trên cầu thang thưởng thức toàn cảnh. Gã kia thật sự đang khóc bù lu bù loa, nên tôi nhấn đầu gã vào thùng nước rửa ảnh để vừa rửa mắt cho gã, vừa ngừng đi thứ ngôn ngữ kỳ quái mà gã đang phun trào. Lôi gã đứng dậy, tôi nói, đứng sang đằng góc kia. Nếu anh động đậy khi tôi chưa cho phép thì tôi sẽ lại tiếp tục đánh anh. Và gã không động đậy thật. Ôi, cảnh trông thật đã mắt, Marie nói. Gã lùn này cầm đầu một trong những băng đảng ở sâu hâu đấy. Anh dọa hắn sợ rồi, mặc dù hắn là một trong những tay đánh nhau giỏi nhất thật đấy. Tôi ngồi xuống và đợi. Khoảng một giờ sau, người đàn ông thuê tôi làm việc đi xuống cầu thang, tái mặt khi thấy tôi và gã côn đồ. Tôi muốn tiền của tôi nói. Tháng rồi thu nhập kém lắm, tôi chẳng có tiền đâu, tôi còn phải trả tiền bảo kê cho thằng kia nữa, anh ta nói, chỉ tay về phía gã côn đồ. Tôi nhìn hắn ta, anh nghĩ tôi làm việc cả tháng trong cái lỗ hôi thối này không công à? Tôi hỏi, cho tôi vài ngày để xem tôi có thể kiếm thêm được gì không? Chỉ tay về phía gã côn đồ, nếu tôi không chi tiền cho gã, hắn sẽ gây chuyện với người của tôi. Không có đồng nào, mà cũng chẳng hy vọng có được. Tôi đồng ý chờ thêm 2 tuần để ông chủ có thời gian kiếm thêm tiền từ đâu đó. Tôi rầu rĩ rời khỏi ngôi nhà, nghĩ bụng thật may là mình đã quyết định đạp xe đến Clapham để tiết kiệm tiền vé xe. Trong lúc tôi đang mở xích xe đạp, gã côn đồ lẻn đến cạnh tôi. Hắn thì thầm giọng khàn khàn, này, cần việc không? Đi theo tao đi, 1 tuần 20 bảng, bao hết. Quên đi, đồ thò lò mũi xanh, tôi trả lời giọng cộc cằn. 25 bảng 1 tuần. Tôi phát cáu quay sang phía gã, gã nhanh chóng né sang một bên, tiếp tục lẩm bẩm, giá chót 30 bảng, bao luôn khoản em út và rượu thả ga, rộng rãi hết cỡ luôn đấy. Thấy biểu cảm của tôi, hắn phóng qua tay vịn cầu thang tầng hầm, rồi biến mất vào phòng riêng của ai đó. Tôi xoay người, leo lên xe và đạp đi. Tôi tiếp tục làm công việc này gần 3 tháng, luân phiên giữa việc rửa ảnh và làm thợ ảnh đường phố, nhưng cả tôi lẫn người kia đều không nhận được tiền lương. Cuối cùng, quá tuyệt vọng, chúng tôi bỏ việc. Giờ đây, tôi đã chuyển đến một trong những quảng trường đáng ngờ nhất của quận Bayswater, và tôi đi hết trung tâm việc làm này đến trung tâm việc làm khác để tìm việc. Cuối cùng, để loại tôi khuất mắt, một công chức bảo, sao anh không đi đến chi nhánh việc làm cao cấp ở quảng trường Tavistock? Tôi sẽ đưa cho anh danh thiếp. Lòng đầy hy vọng, tôi đến quảng trường Tavistock. Bao nhiêu lời hứa hẹn lại được nói với tôi, tỉ như...
từ Jove, vâng, chúng tôi có thể tìm việc cực kỳ hợp với anh, chúng tôi tìm người cho trung tâm nghiên cứu nguyên tử mới ở Katniss, Scotland. Anh sẵn sàng đi phỏng vấn chứ? Anh ta siêng năng lục lọi đống giấy tờ. Tôi trả lời, họ có chi trả chi phí đi lại không? Ồ, không đâu, anh ta trả lời dứt khoát, anh phải tự chịu chi phí đi lại. Có lần tôi đã tự đi phỏng vấn bằng chi phí của mình đến Cardigan xứ Wales. Họ yêu cầu người có kiến thức xây dựng dân dụng. Tôi tự chi trả để đi hết nước Anh đến tận Wales. Địa điểm phỏng vấn cách trạm xe xa vời vợi. Tôi mệt mỏi quốc bộ qua những con phố ở Cardigan đến đầu bên kia thành phố. Ôi chao, đoạn đường này xa lắm đấy. Người phụ nữ dễ chịu mà tôi hỏi đường trả lời. Tôi tiếp tục đi bộ, cuối cùng cũng đến lối vào một ngôi nhà nấp sau tán cây. Lối lái xe vào sân trông rất gọn gàng, và là một con đường dài lên dốc. Cuối cùng, tôi cũng đến được căn nhà. Một người đàn ông thân thiện xem xét các hồ sơ của tôi, những hồ sơ mà tôi phải gửi về anh từ tận Thượng Hải. Anh ta xem qua, và gật đầu thỏa mãn. Với những hồ sơ như thế này hẳn anh không khó tìm được việc làm, anh ta nói. Tuy nhiên không may là anh lại chưa có kinh nghiệm về hợp đồng xây dựng dân dụng ở Anh. Cho nên rất tiếc tôi không thể sắp xếp buổi phỏng vấn cho anh được. Nhưng mà, anh ta hỏi tiếp, anh là bác sĩ đã có chứng nhận, sao anh lại học thêm về xây dựng dân dụng? Tôi thấy anh có bằng cử nhân về ngành xây dựng dân dụng. Khi hoạt động trong lĩnh vực y tế, tôi phải đi đến những vùng xa, và tôi muốn có thể tự xây dựng bệnh viện riêng của mình, tôi nói. Hừm, anh ta thở dài, tôi cũng mong có thể giúp được anh, nhưng rất tiếc chưa thể. Khi trở ra, tôi đi lang thang qua những con phố ở Cardigan, ngược về phía ga tàu lửa Ảm Đạm. Tôi chờ tàu 2 giờ, và cuối cùng, trở về nhà để báo rằng, một lần nữa, lại chưa tìm được việc làm. Ngày hôm sau tôi lại quay trở lại trung tâm việc làm. Vẫn là người đàn ông ngồi bất di bất dịch tại chiếc bàn giấy ấy, tôi tự hỏi anh ta có bao giờ di chuyển không? Nói với tôi, nghe này anh kia, chúng ta không thể chỉ nói chuyện ở đây được. Mời tôi ra ngoài ăn trưa đi, và tôi có thể kể cho anh nghe vài chuyện, thế nào? Hơn một giờ đồng hồ, tôi thơ thẩn ở con phố phía ngoài, nhìn vào những ô cửa sổ và mong rằng chân mình có thể ngừng đau. Một cảnh sát London cáu kỉnh theo dõi tôi từ phía bên kia đường, rõ ràng là anh ta đang phân vân không thể quyết định xem tôi là một kẻ vô hại hay là một kẻ có nguy cơ cướp nhà băng. Có lẽ chân anh ta cũng đang đau giống tôi. Cuối cùng, anh chàng kia cũng rời khỏi bàn, lọc sọc đi xuống chiếc cầu thang kẽo kẹt. Số 79, anh kia, chúng ta sẽ đi số 79. Tôi biết một chỗ có dịch vụ khá ổn. Chúng tôi đi dọc lên con phố, đón chiếc xe buýt số 79, và nhanh chóng đến đích một trong những nhà hàng trong một con phố ven trục đường chính, nơi mà tòa nhà càng nhỏ thì phí càng đắt. Anh chàng không cô bành giấy và tôi cùng dùng bữa trưa, tôi gọi cho mình một phần ăn đơn sơ, còn anh ta chọn một bữa trưa hoành tráng quá mức cần thiết, rồi, với gương mặt thỏa mãn, anh ta nói, anh biết không, các anh đều mong sẽ có những buổi hẹn với công ty tốt, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng nếu có những vị trí thật sự tốt, thì bọn công chức chúng tôi đã ứng tuyển trước rồi chứ? Công việc này chẳng kiếm được mấy đồng cả, anh biết đấy. Thì, tôi nói, kiểu gì cũng phải có cách nào đó để tìm được việc trong thành phố chật vật này, hoặc ở khu vực ngoại ô chứ. Vấn đề của anh là anh trông khác những người kia, anh thu hút sự chú ý. Trông anh cũng hơi bệnh. Có lẽ nếu anh cạo râu đi thì có thể có ích. Anh ta liếc nhìn tôi tới lui, rõ ràng là đang tìm cách thoát ra nhẹ nhàng. Đột nhiên, anh ta nhìn đồng hồ và bật thoát dậy, thôi chết, tôi phải đi đây, ông chủ nô chắc là đang theo dõi, anh biết đấy. Anh ta vỗ vào tay tôi và nói ta, đừng phí tiền đến gặp bọn tôi nữa, bọn tôi chẳng có việc nào tử tế ngoại trừ mấy việc như bồi bàn đâu. Nói xong anh ta xoay người thoát biến mất nhanh như cơn lốc để tôi ở lại thanh toán chiếc hóa đơn khá đắt tiền. Tôi lang thang đi dọc theo con phố. Tìm một việc gì khá hơn để làm, tôi nhìn vào những bảng quảng cáo nhỏ trong một ô cửa kính. Quá phụ trẻ có con nhỏ cần tìm việc, nam, có tay nghề điêu khắc gỗ, cần huê hồng. Nữ kỹ thuật viên massage nhận chăm sóc tại gia. Tôi cá là cô ấy có làm thế, tôi nghĩ. Bước đi, tôi không ngừng gặm nhấm câu hỏi, nếu những đơn vị môi giới chính thống, những trung tâm việc làm, không giúp gì được tôi, thì sao lại không thử cách tự đăng quảng cáo trên cửa kính cửa hàng? Sao lại không nhỉ? Đôi chân mệt mỏi của tôi trả lời, khi chúng liên tục nện lên nền vỉa hè cứng không chút thương cảm. Đêm đó về đến nhà tôi vắt óc nghĩ làm cách nào có thể tiếp tục sống và kiếm đủ tiền để nghiên cứu về hào quang.
Cuối cùng, tôi đánh máy 6 tấm bưu thiếp ghi rằng, bác sĩ y khoa chưa đăng ký ở Anh, nhận hỗ trợ các ca bệnh tâm lý. Chi tiết xem bên trong. Rồi tôi lại làm tiếp 6 tấm khác ghi rằng, người chuyên nghiệp, có bằng cấp khoa học, có kinh nghiệm du lịch nhiều nơi, cung cấp dịch vụ cho bất kỳ điều gì bất thường. Tham khảo tuyệt vời. Viết thư đến hộp thư, ngày hôm sau, những mẫu quảng cáo đã chễm chệ nằm trong vài cửa sổ chiến lược của vài cửa hàng ở London, tôi chờ đợi kết quả. Và có kết quả thật. Tôi đã có thể tìm được những công việc tâm lý giúp tôi duy trì cuộc sống, và tình trạng tài chính của chúng tôi được cải thiện dần dần. Tôi làm thêm công việc tự do trong lĩnh vực quảng cáo, và một trong những hãng dược lớn nhất nước Anh đã cho tôi một công việc bán thời gian. Giám đốc hãng, một bác sĩ rất hào phóng và nhân văn, đúng ra đã cho tôi được hưởng chương trình bảo hiểm cho nhân viên. Tôi quá già và quá ốm yếu. Những nỗ lực để làm chủ một cơ thể thật kinh khủng. Sự căng thẳng của việc có những phân tử của một cơ thể mới trong chính cơ thể mình vượt quá sức chịu đựng của tôi, và vì khoa học tôi đã loại nó ra. Thường xuyên hơn, tôi thực hiện những chuyến du hành sang bên kia thế giới, đến Tây Tạng, vào ban đêm, hoặc vào cuối tuần, những khi mà tôi biết rằng mình sẽ không bị làm phiền, bởi lẽ việc bị làm phiền khi đang du hành là cực kỳ nguy hiểm đến chết người. Niềm an ủi của tôi là được diện kiến những vị lạt ma cao quý trong chuyến du hành, phần thưởng của tôi là được họ tán dương những hành động của mình. Trong một chuyến du hành như thế, tôi đang khóc thương cái chết của con mèo thân yêu cực kỳ khôn ngoan của tôi, thì một vị lạt ma già, gặp tôi trong chuyến du hành, cười cảm thông và bảo tôi, người anh em, cậu có nhớ câu chuyện về hạt mù tạt không? Hạt mù tạt, có chứ. Tôi nhớ câu chuyện như in, đó là một trong những bài giảng của Đức Tin chúng tôi. Có một thiếu phụ nghèo vừa mất đứa con đầu lòng. Tan nát cõi lòng, cô đi lang thang khắp phố, cầu xin liệu có ai đó, có điều gì đó có thể mang đứa con trai cô trở lại. Vài người thương cảm cô, một số khác lại khinh bỉ và chế nhạo cô, kêu cô là kẻ mất trí khi tin vào việc có thể làm đứa trẻ sống lại. Cuối cùng, một vị tu sĩ đã chú ý đến sự đau khổ tột độ của cô, gọi cô đến và nói, trên thế giới này chỉ có một người có thể giúp con. Đó là đấng toàn năng, vị Phật sống trên đỉnh núi kia. Con hãy đi tìm ngài đi. Người mẹ trẻ ôm nỗi đau mất con, cơ thể oằn mình dưới sức nặng của những cơn thống khổ, chậm chạp leo theo đường mòn trên núi đá, cuối cùng tìm thấy Đức Phật ở một lối rẽ, người đang thượng tọa trên một tảng đá. Cô ta phủ phục dưới chân ngài và khóc thưa Đức Phật, xin ngài mang sự sống trở lại cho con của con. Đức Phật đứng lên, khẽ chạm nhẹ vào thiếu phụ và nói, con hãy trở lại thành phố, gõ cửa từng nhà để tìm cho ta một hạt mù tạt từ một gia đình chưa từng mất đi người thân nào. Người thiếu phụ reo lên trong hân hoan, vội vã trèo xuống khỏi triền núi. Cô lao đến ngôi nhà đầu tiên và nói, Đức Phật bảo tôi mang hạt mù tạt từ một ngôi nhà chưa từng có người chết đến cho ngài. Cô được nghe trả lời, ở ngôi nhà này, nhiều người đã qua đời. Đến ngôi nhà tiếp theo, cô lại được nghe nói, không thể đếm xuể bao nhiêu người đã qua đời trong ngôi nhà này, căn nhà này cổ lắm rồi. Cô đi hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, hết con phố này đến con phố khác. Hầu như không ngừng lại để ăn hay nghỉ ngơi, cô đi khắp thành phố, đến từng nhà một, nhưng vẫn không thể tìm được căn nhà nào chưa từng có người mất đi. Cô chậm chạp leo lên dốc núi trở lại. Đức Phật vẫn ở nơi đấy, tọa thiền. Con có tìm được hạt mù tạt không? Ngài hỏi. Không, con không tìm được, và con cũng sẽ không tìm kiếm nữa, cô trả lời. Nỗi đau đớn của con đã khiến con mù quáng nghĩ rằng chỉ mình đang chịu đựng nỗi đau của sự mất mát. Thế sao con lại quay lại tìm ta? Đức Phật hỏi. Để xin ngài dạy cho con sự thật, cô trả lời. Đức Phật nói với cô, trong tất cả các thế giới của nhân sinh, và cả các thế giới của chư thần, chỉ có một luật duy nhất, vạn vật là vô thường. Đúng vậy, tôi biết hết những bài giảng, nhưng sự mất mát của một người mà tôi thương mến vẫn là sự mất mát lớn lao. Vị lạt ma già lại cười và nói, một người xinh đẹp sẽ đến tìm con và chúc mừng cho cuộc sống khó khăn phi thường của con. Hãy chờ đón. Sau đó một thời gian, vài tháng sau đó, chúng tôi đón cô Kuei về nhà. Đó là một cô mèo xiêm xinh đẹp và thông minh. Được nuôi nấng như một con người, cô mèo cũng hành xử hệt như một con người thiện lành. Rõ ràng cô mèo đã thắp sáng cho nỗi đau của chúng tôi và xóa đi gánh nặng vì sự bội bạc của người đời. Công việc tự do mà không có một chỗ dựa pháp lý thực sự khó khăn. Có bệnh thì vái tứ phương, khỏi bệnh rồi thì qua cầu rút ván. Những câu chuyện mà các bệnh nhân vắng mặt kể để giải thích cho việc không chi trả của họ nhiều như một quyển bách khoa toàn thư mà các nhà phê bình hẳn phải làm việc ngoài giờ cật lực để nói về nó.
Tôi vẫn phải cứ mãi tìm cho mình một công việc ổn định. Ồ, một người bạn nói, anh có thể làm thêm việc viết lách, làm người chấp bút đấy. Anh có từng bao giờ nghĩ đến việc đấy chưa? Tôi có một người bạn đã viết nhiều quyển sách rồi, tôi sẽ giới thiệu anh với anh ta. Thế là tôi đi đến một trong những bảo tàng lớn nhất London để gặp anh bạn kia. Tôi được giới thiệu đi vào một văn phòng mà trong thoáng chốc tôi nghĩ mình đang ở trong phòng bảo tồn sản vật của bảo tàng. Tôi sợ không dám động đậy, sợ mình sẽ làm rơi vỡ gì đấy, và tôi ngồi dính vào ghế, chờ đợi đến mệt mỏi. Cuối cùng, anh bạn kia cũng xuất hiện. Sách à, anh ta hỏi, làm thêm viết lách à? Tôi sẽ giới thiệu anh với người môi giới của tôi. Chắc anh ta có thể giúp anh. Anh ta hí hoáy viết, rồi đưa tôi một mảnh giấy có địa chỉ trên đấy. Trước khi nhận ra việc gì đã xảy ra, tôi đã ở ngoài văn phòng. Thôi thì, tôi nghĩ, đây liệu có lại là một chuyến đi viển vông nữa không? Tôi nhìn vào mảnh giấy trên tay. Phố Regent, đầu phía bên nào nhỉ? Tôi xuống khỏi xe lửa ở trạm rạp xiếc Oxford và với sự may mắn thường thấy, tôi nhận ra mình đã đi đến sai đầu của con phố. Phố Regent đông kín người, mọi người như đang chen chúc trước lối vào của những cửa hiệu lớn. Ban nhạc Boy Brigade hay Salvation Army, không biết là ban nào, đang diễu hành ồn ào xuống phía phố Conduit. Tôi tiếp tục đi qua khỏi công ty vàng bạc Kim Hoàn, lòng chợt nghĩ chỉ một phần nhỏ lương của họ thôi cũng đủ giúp tôi tiếp tục được việc nghiên cứu. Khi con phố uốn mình rẽ vào rạp xiếc Piccadilly, tôi băng qua đường và đi tìm con số nguệch ngoạc ghi trên giấy. Đại lý du lịch cửa hiệu giày, nhưng không có môi giới tác giả nào cả. Rồi tôi thấy số nhà, chen giữa hai cửa hiệu. Tôi đi vào một hành lang hẹp, phía cuối đường là một chiếc thang máy mở. Thấy có chuông cửa, tôi nhấn nút. Không gì xảy ra cả. Tôi đợi, có lẽ tầm 5 phút, và lại nhấn chuông. Lạo xạo tiếng bước chân, anh làm tôi mất hứng đấy. Một giọng nói vang lên. Tôi vừa mới đi uống tách trà đây thôi. Muốn đi tầng nào? Ông B, tôi trả lời, tôi không biết tầng nào. À, tầng 3, người đàn ông nói. Anh ấy có ở đây đấy, tôi đưa anh ấy lên mà. Đây rồi, anh ta nói, tay kéo cánh cổng sắt. Rẽ phải vào lối cửa đấy. Hướng dẫn xong, anh ta lại biến mất để đi uống tiếp tách trà nguội của mình. Tôi đẩy cửa như được hướng dẫn, và đi vào một quầy nhỏ. Ông B, tôi hỏi. Tôi có hẹn với ông ấy. Khi cô gái tóc đen đi tìm ông B, tôi nhìn quanh. Phía đầu quầy bên kia, những cô gái đang ngồi uống trà. Một người đàn ông lớn tuổi đang được chỉ dẫn để giao vài kiện hàng. Có một chiếc bàn phía sau tôi với vài tờ tạp chí trên đấy như trong phòng đợi ở nha sĩ, tôi nghĩ và trên tường là quảng cáo của vài nhà xuất bản. Không gian trong văn phòng trông khá bề bộn với những kiện sách và những bản thảo vừa mới mở được xếp trật tự thành hàng ở một góc tường phía xa. Ông B, sẽ gặp ông trong chốc lát nữa, một giọng nói vang lên, và tôi quay sang mỉm cười cảm ơn cô gái tóc đen. Lúc ấy, cánh cửa hông bật mở, và ông B, bước vào. Tôi nhìn anh ta, với ánh mắt háo hức bởi anh ta là đại lý tác giả đầu tiên mà tôi được gặp hoặc được nghe thấy. Anh ta có bộ râu dài, và tôi tưởng tượng trông anh ấy như một ông già Trung Hoa. Mặc dù là một người Anh, nhưng anh ấy có phong thái của một lớn tuổi Trung Hoa mà không ai sánh bằng ở phương Tây. Ông B, bước vào, chào và bắt tay tôi, đưa tôi đi qua cánh cửa hông vào một căn phòng rất nhỏ, trông không khác gì một căn ngục giam không có song sắt. Tôi có thể giúp gì được anh? Anh ta hỏi. Tôi cần tìm việc, tôi nói. Anh ta hỏi tôi vài câu hỏi về bản thân tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy từ hào quang của anh ta rằng anh ta không có việc nào cho tôi cả, anh ta chỉ lịch sự vì người đã giới thiệu tôi mà thôi. Tôi đưa cho anh ta những tài liệu tiếng Hoa của mình, và ánh hào quang của anh bật sáng. Anh ta cầm và xem kỹ từng tờ một, rồi nói, anh đúng ra nên viết sách. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được một quyển có huê hồng cho anh. Đây thật sự là một cú sốc đối với tôi viết sách sao? Tôi, về tôi sao? Tôi nhìn ánh hào quang của anh ta một cách kỹ lưỡng, để xem anh ta thật sự có ý như vậy hay chỉ là một cách đuổi khéo tôi. Ánh mắt anh ta nói rằng anh ta thật sự có ý như vậy, nhưng vẫn còn đang do dự về khả năng viết lách của tôi. Khi tôi rời đi, lời cuối cùng anh ta nói với tôi là, anh thật sự nên viết sách đấy. À, trông anh sầu thảm thế, người điều khiển thang máy nói. Ngoài kia trời vẫn tươi sáng mà. Anh ta không thích sách của anh à? Đó mới là vấn đề, tôi trả lời và đi ra khỏi thang, anh ấy thích. Tôi đi dọc phố Regent, trong lòng nghĩ rằng hẳn mọi người điên hết rồi. Tôi, viết sách ư? Điên thật,
Tất cả những gì tôi cần chỉ là một công việc giúp tôi kiếm đủ tiền để sinh sống và có dư một khoản chút đỉnh để tiếp tục nghiên cứu về hào quang mà thôi. Vậy mà giờ đây tôi lại được đề nghị viết một quyển sách về mình. Có một hôm tôi trả lời tin quảng cáo tìm người viết về kỹ thuật cho sách giới thiệu liên quan đến tàu bay. Tối đó tôi nhận được thư yêu cầu đến dự phỏng vấn vào ngày hôm sau. Tôi nghĩ, cuối cùng thì có lẽ mình sẽ nhận được công việc ở Crawley. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang ăn sáng trước khi đến Crawley, tôi nhận được một lá thư. Lá thư từ Mr. B, anh nên viết sách đi, lá thư bảo tôi, nghĩ kỹ đi rồi đến gặp tôi. Phù, tôi tự nói với mình nên ghét việc viết sách. Rồi tôi đi ra trạm Clapham để đón xe điện đi Crawley. Với tôi, đây hẳn là chuyến xe chạy chậm nhất. Có vẻ như nó chậm chạp dừng ở tất cả các trạm, và mệt nhọc lăn bánh như thể cỗ máy đang sắp chút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng rồi tôi cũng đến được Crawley. Hôm ấy trời nóng hầm hập và tôi đã lỡ mất chuyến xe buýt. Đợi chuyến tiếp theo thì quá muộn. Tôi đành lê bước giữa những con phố, hỏi đường đều bị chỉ dẫn sai từ hết người này đến người khác vì nơi mà tôi cần đến nằm ở một góc rất khuất. Sau một quãng thời gian dài mệt mỏi, tôi cũng đến được một góc đường bề bộn. Đi dọc theo con đường, tôi cuối cùng cũng đến một ngôi nhà trông tả tơi như thể vừa được một trung đoàn quân đội chiếm cứ. Anh đã viết một lá thư thật tuyệt vời, người đàn ông phỏng vấn tôi nói. Tôi muốn được gặp người nào đã viết thư hay đến thế. Tôi thở dài khi nghĩ rằng anh ta khiến tôi đi cả một quãng đường dài như vậy chỉ vì sự tò mò. Nhưng anh đã quảng cáo là cần tuyển người viết về kỹ thuật tôi nói, và tôi sẵn sàng làm bất kỳ bài kiểm tra nào. À, đúng rồi, người đàn ông nói, nhưng bọn tôi có khá nhiều vấn đề từ khi đăng quảng cáo ấy, chúng tôi đang sắp xếp lại và sẽ không nhận thêm ai trong vòng ít nhất 6 tháng nữa. Nhưng tôi nghĩ anh muốn đến và tham quan xưởng của chúng tôi. Thế thì tôi nghĩ anh phải trả lại phí di chuyển cho tôi phản pháo, tôi đã được bảo đến đây chỉ vì một việc vặt ngốc nghếch. Ồ, chúng tôi không làm vậy đâu, anh ta trả lời. Anh đã đề nghị có thể đến dự phỏng vấn, chúng tôi chỉ đơn giản là đồng ý với đề nghị của anh thôi. Tôi quá chán nản đến độ cảm thấy đường quay lại trạm xe cứ dài mãi ra. Rồi không tránh khỏi phải chờ đợi xe điện, rồi lại tiếp tục chuyến đi chậm chạp trở về Clapham. Bánh xe điện phía dưới tôi như đang nói, anh nên viết sách, anh nên viết sách, anh nên viết sách. Ở Paris, Pháp, có một lạt ma Tây Tạng đang đến viếng thăm phương Tây vì một dịp đặc biệt bao đó. Không như tôi, tình huống đã hạ sắc lệnh là quý ngài sẽ tránh tất cả các hoạt động đại chúng. Ngài đã y lệnh và rất ít người biết ngài từng là một lạt ma tại tu viện dưới chân ngọn Potala. Tôi đã viết thư cho ngài để hỏi ý kiến và với một chút chờ đợi rằng câu trả lời sẽ là việc viết lách là một điều không sáng suốt. Trạm Clapham trông không thể bẩn và nhớp nháp hơn với tâm trạng của tôi hiện tại. Tôi đi dọc theo bờ dốc xuống đường và đi về nhà. Vợ tôi chỉ liếc nhìn nét mặt tôi và không hỏi gì thêm. Sau bữa ăn, mặc dù tôi chẳng muốn ăn, vợ tôi nói, em đã gọi cho ông B, sáng nay. Ông ấy nói anh nên soạn trước một bản nội dung sơ lược và đến gặp ông ấy. Nội dung sơ lược, chỉ nghĩ thôi tôi cũng muốn đổ bệnh. Rồi tôi đọc những thư vừa đến. Có hai bức thư báo rằng, vị trí đã có ứng viên phù hợp, cảm ơn vì đã ứng tuyển, và một bức thư từ người bạn Lạt Ma bên Pháp. Tôi ngồi xuống bên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ mà tôi thừa hưởng từ người tiền nhiệm và bắt đầu viết. Viết lách với tôi là một việc không dễ chịu và nặng nề. Tôi không hề có tí cảm hứng nào, cũng như chẳng có tài năng gì, tôi thường rất cố gắng ở mỗi môn học, và càng ghét môn đó bao nhiêu, tôi càng làm nhanh và cố gắng bấy nhiêu để hoàn thành nó sớm cho xong đi. Ngày dần tàn, từng mảng bóng tối dần bao phủ lên những con phố, rồi lại bị xua đi bởi ánh đèn đường bật sáng, chiếu ánh sáng lập lòe lên những ngôi nhà và người đi đường qua lại. Vợ tôi bật đèn và kéo rèm, còn tôi vẫn tiếp tục đánh máy. Cuối cùng, khi những ngón tay đông cứng vì mỏi, tôi dừng lại. Trước mặt tôi là một chồng 30 trang giấy, được đánh máy chi tiết. Đấy, tôi thốt lên. Nếu mà cái này còn không vừa ý anh ta nữa thì thôi tôi bỏ cuộc và tôi cũng hy vọng rằng nó không vừa ý anh ta. Trưa hôm sau tôi gọi ông B, lần nữa. Anh ta nhìn xấp giấy của tôi, rồi ngả lưng ngồi đọc. Chốc lát anh ta lại khẽ gật gù, và khi đọc xong, anh ta cẩn trọng nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ sắp xếp được cho quyển sách lên kệ đấy. Để tôi lo cho, anh về viết chương đầu tiên đi. Bước đi dọc phố Regent ngược về rạp xiếc Piccadilly, lòng tôi rối bời không biết nên vui hay buồn.
Tình hình tài chính của tôi đã kém đến mức nguy hiểm, mà tôi lại ghét cái ý nghĩ mình tự viết về mình. Hai ngày sau, tôi nhận được thư từ ông B, bảo tôi gọi cho ông ấy, nói rằng có tin tốt muốn báo cho tôi. Tim tôi chậm hẳn một nhịp khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng phải viết sách. Ông B, hiền hòa cười nhìn tôi. Tôi có hợp đồng cho anh đây, anh ta nói, nhưng trước tiên tôi muốn đưa anh đi gặp nhà xuất bản. Chúng tôi cùng nhau đi đến một khu khác của London, vào một con phố đã từng là con phố thời trang với những ngôi nhà cao tầng. Hiện tại, các cao ốc đó đã trở thành các văn phòng, và dân cư từng sống tại đó đã chuyển ra khu vực ngoại ô. Chúng tôi đi dọc theo con phố, và dừng lại ở một ngôi nhà không có gì nổi bật. Nó đây rồi, ông B, nói. Chúng tôi cùng đi vào hành lang tối, treo lên một chiếc thang uốn cong đến tầng 1 của tòa nhà. Cuối cùng, chúng tôi cũng được vào gặp ngài xuất bản, một người khá lạnh lùng lúc ban đầu, rồi mới từ từ nhiệt tình. Cuộc phỏng vấn rất ngắn và rồi chúng tôi lại trở ra trên phố. Về lại văn phòng tôi đi. Ui chà, kính của tôi đâu rồi nhỉ? Ông B, nói, tay sốt sáng sờ khắp các túi để tìm cặp kính. Tìm thấy kính, anh ta thở phào nhẹ nhõm, về văn phòng đi, tôi còn phải ký hợp đồng. Cuối cùng, cũng đã có thứ gì đó hữu hình rõ ràng với tôi, một cái hợp đồng viết sách. Tôi quyết định rằng tôi sẽ làm phần mình, và hy vọng rằng bên xuất bản sẽ làm tốt phần của họ. Rõ ràng là quyển con mắt thứ ba đã khiến ngài xuất bản hứng thú. Việc viết lách tiến triển khá tốt, tôi nhanh chóng hoàn thành một chương và gửi cho ông B, vài lần, tôi ghé thăm ngôi nhà thanh lịch của ông bà B, và nhân đây tôi cũng chia sẻ rằng mình rất quý trọng bà B, bà ấy rất chào đón tôi, việc mà rất ít người anh làm. Bà ấy là người phụ nữ anh đầu tiên động viên tôi. Và lúc nào bà ấy cũng chào đón tôi, rất cảm ơn, bà B. Sức khỏe tôi sụt giảm nhanh chóng bởi khí hậu ở London. Tôi chật vật cố gắng để hoàn thành quyển sách, dùng hết tất cả những gì mình đã được rèn luyện để gạt bỏ bệnh tật sang bên suốt một thời gian. Khi quyển sách hoàn thành cũng là lúc tôi bị nhồi máu cơ tim suýt chết. Trong một bệnh viện rất nổi tiếng ở London, đội ngũ y bác sĩ thật sự đã rất lúng túng bởi nhiều điều về tôi, nhưng tôi đã không khai sáng họ, có lẽ quyển sách này sẽ làm điều đó. Anh phải rời khỏi London, một chuyên viên nói. Tiếp tục sống tại đây sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Hãy chuyển đến vùng khí hậu khác. Rời London, tôi nghĩ, nhưng chúng tôi đi đâu bây giờ? Ở nhà, chúng tôi đã thảo luận cùng nhau đi đâu, bằng cách nào để sinh sống. Vài ngày sau đó, tôi phải vào viện để kiểm tra lần cuối. Khi nào anh đi? Chuyên viên hỏi tôi, tình trạng của anh sẽ không khá hơn nếu ở đây đâu. Tôi cũng không rõ nữa, tôi trả lời. Có quá nhiều thứ để cân nhắc. Chỉ có một thứ để suy nghĩ thôi, anh ta nói một cách thiếu kiên nhẫn, ở lại đây thì anh sẽ chết. Chuyển đi thì may ra anh có thể sống lâu hơn. Anh không hiểu rằng tình trạng của anh rất nguy kịch sao. Một lần nữa, tôi lại có vấn đề to lớn phải đối mặt. Chương 10. Trung tâm việc làm là một căn nhà ảm đạm trên một con phố nhỏ. Tôi đạp xe đến đó, xuống xe và đi bộ vào. Muốn mất xe đạp à? Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi xoay lưng nhìn người hỏi, chắc là những người thất nghiệp thì không lấy cắp của nhau đâu nhỉ, tôi hỏi. Anh hẳn là người mới đến đây rồi, xích xe lại đi không là đi bộ về đấy, anh ta nhún vai rồi đi vào trong tòa nhà. Tôi quay lại, và lục tìm trong túi đồ treo trên xe. Đây, có một sợi xích và khóa. Đang định lắp xích vào bánh xe như tôi từng thấy người khác làm, tôi sực nghĩ thế chìa khóa đâu nhỉ. Tôi lại vụng về tìm trong những chiếc túi xa lạ và lôi ra được một sâu chìa khóa. Thử hết chìa này đến chìa khóa, cuối cùng tôi cũng tìm được đúng chiếc cần tìm. Tôi đi theo lối dẫn và bước vào tòa nhà. Theo bảng chỉ đường bằng giấy bìa với những mũi tên vẽ bằng mực đen, tôi rẽ phải và bước vào một căn phòng với rất nhiều ghế gỗ cứng đặt san sát nhau. L-O-B-S-A-N-G. Lóp sang, tôi trằn trọc trong giấc ngủ. Vết thương ở ngực rất nghiêm trọng, nguyên nhân do cục máu đông. Thở hổn hển, tôi có ý thức trở lại và nghe thấy tiếng gọi, lóp sang. Chấm. Gọi tôi à, tôi nghĩ, tôi đang đau khủng khiếp. Lóp sang, giọng nói tiếp tục. Hãy nghe tôi, nằm xuống và chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống. Tim tôi đập thình thịch trong khi ngực tôi nhói đau. Trong bóng tối của căn phòng chỉ có mình tôi, dần dần một dáng người hiện ra. Ban đầu là ánh sáng màu xanh rồi chuyển sang vàng, cuối cùng là hình một người đàn ông trạc tuổi tôi. Đêm nay tôi không thể xuất vía được, tôi nói, nếu không tim tôi chắc chắn sẽ ngừng đập và nhiệm vụ của tôi sẽ không xong được. Người anh em,
Chúng ta rất biết tình trạng của cậu, vì vậy ta phải đến đây. Hãy nghe đây, cậu không cần phải nói gì cả. Tôi dựa lưng vào đầu giường, thở hổn hển. Mỗi lần thở là một lần đau, nhưng tôi phải thở để sống. Chúng ta đã thảo luận về trường hợp của cậu, vị Lát Ma nói, có một hòn đảo ngoài khơi bờ biển nước Anh, hòn đảo này đã từng là một phần của một lục địa đã biến mất trên Đại Tây Dương. Hãy đi đến đó, nhanh nhất có thể. Hãy nghỉ ngơi ở đó một thời gian trước chuyến đi đến Bắc Mỹ. Đừng đi sang bờ biển phía Tây vì ở đấy luôn có biển động. Hãy đi đến thành phố xanh rồi đi tiếp. Đảo à, được đấy, một nơi lý tưởng. Tôi luôn có cảm tình với người Ireland. Thành phố xanh là gì nhỉ? Và tôi đã có câu trả lời, đó là Dublin. Thành phố này nếu nhìn từ trên cao thì trông rất xanh mát bởi công viên Phoenix và dòng sông Lippi chảy từ trên núi xuống biển. Vị Lát Ma cười xác nhận. Cậu phải hồi phục một phần sức khỏe, bởi vì sẽ có thêm thử thách cho cậu. Chúng ta muốn cậu phải sống để triển khai nhiệm vụ, sao cho khoa học về hào quang có thể tiến gần đến thành công. Bây giờ ta phải đi, nhưng khi nào sức khỏe cậu hồi phục được chút ít thì ta mong rằng cậu sẽ đến thăm lại vùng đất ánh sáng vàng. Tôi không nhìn thấy gì nữa, vì thế mà căn phòng trở nên tối và cô độc hơn. Nỗi buồn trong tôi dâng lên, những khổ đau thật quá sức chịu đựng và hiểu biết của tôi. Tôi ngồi dựa lưng nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã nghe thấy gì trong lần đến Hasa vừa rồi? Ồ, phải rồi, cậu sẽ gặp khó khăn khi tìm việc. Đương nhiên, vì cậu không thuộc về thế giới phương Tây, cậu chỉ sống như đi mượn ở đó thôi. Người đàn ông mà cậu nhập vào có lẽ sẽ chết bất cứ lúc nào. Cậu cần sử dụng tạm thời thân xác của anh ta, sử dụng lâu hơn cuộc sống của anh ta, nghĩa là anh ta có thể rời khỏi thế giới này một cách có ích và trong danh dự. Người anh em, đó không phải là nghiệp chướng mà là nhiệm vụ, cậu đang phải sử dụng cuộc sống cuối cùng của cậu trên trái đất để thực hiện nó. Một cuộc sống cũng thật khó nhọc, tôi tự nhủ. Sáng ra tôi làm mọi người ngạc nhiên và sửng sốt khi tuyên bố, chúng ta sẽ đến sống ở Ireland. Trước hết ở Dublin, sau đó sẽ chuyển ra ngoài. Tôi không giúp được gì nhiều để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi còn rất yếu, và hầu như ngại di chuyển vì sợ rằng lại lên cơn đau tim. Đồ đạc đã được đóng gói, vé đã có và cuối cùng chúng tôi rời đi. Thật dễ chịu khi lại được ở ngoài trời và tôi thấy dễ thở hơn nhiều. Đi máy bay với người bị đau tim cũng không đáng ngại gì cả. Đã có bình oxy đặt ở trên giá phía trên đầu tôi rồi. Máy bay giảm độ cao, lượn một vòng trên vùng đất màu xanh đầy sức sống, với những con sóng màu trắng sữa viền quanh. Máy bay tiếp tục hạ thấp, rồi có tiếng rầm rầm khi càng đáp được hạ xuống, rồi tiếp theo là tiếng rít của bánh xe khi tiếp đất trên đường băng. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tới nước Anh, và viên hải quan đã xử sự với tôi như thế nào. Lần này liệu có thế không? Tôi ngẫm nghĩ, chúng tôi lên xe để đi vào nhà ga sân bay, và tôi đã mệt gần chết mới tìm được một cái xe lăn cho mình. Tại cửa hải quan, các nhân viên lạnh lùng nhìn chúng tôi và hỏi, ông ở lại đây bao lâu? Chúng tôi đến sống ở đây, tôi trả lời. Không có rắc rối nào, thậm chí họ còn không cả kiểm tra hành lý của chúng tôi. Cô mèo QAI đã mê hoặc tất cả bọn họ, hiền lành và tự tin, chú đứng trông hành lý cho chúng tôi. Cái giống mèo xiêm này, khi đã được huấn luyện và được đối xử như con người thì chúng không còn là con vật nữa mà có một trí thông minh vượt bậc. Chắc chắn rồi, tôi rất thích tình bạn và sự trung thành của cô QAI hơn là của con người, cô ngồi bên tôi suốt đêm và đánh thức vợ tôi khi tôi lên cơn đau. Chúng tôi chất đồ lên taxi và chạy về thành phố Dublin. Bầu không khí thân thiện ở đây rất đáng ghi nhận, hầu như không có rắc rối gì lớn. Tôi nằm trên giường trong phòng nhìn ra sân trường Trinity, giao thông êm ả trên con giường phía dưới cửa sổ phòng tôi. Tôi phải mất một thời gian để hồi phục sau chuyến đi, nhưng khi tôi có thể gượng dậy được, những viên chức của trường Trinity đã cho phép tôi được sử dụng sân trường và thư viện tuyệt vời của họ. Dublin là một thành phố có nhiều điều đáng kinh ngạc, người ta có thể mua bất kỳ cái gì ở đây. Hàng hóa ở đây phong phú hơn rất nhiều so với Windsor, Canada hoặc Detroit, Mỹ. Vài tháng sau, khi tôi đang viết cuốn Bác sĩ đến từ Hasa, chúng tôi quyết định chuyển đến một ngôi làng đánh cá xinh đẹp cách đó khoảng 12 dặm. Chúng tôi may mắn kiếm được một căn nhà nhìn ra vịnh Boscarden, có khung cảnh thực sự đáng kinh ngạc. Tôi đã phải nghỉ ngơi khá lâu, và nhận thấy rằng mình không thể nhìn bằng ống nhòm qua cửa sổ vì họ lắp kính làm biến dạng hình ảnh. Ông Bruce Campbell, thợ xây dựng địa phương, rất thân thiện với tôi, đã khuyên tôi thay bằng kính phẳng.
Thay kính xong, bây giờ tôi đã có thể nghỉ ngơi trên giường mà vẫn ngắm được các thuyền đánh cá trên vịnh. Toàn bộ bến cảng nằm trong tầm nhìn của tôi, nổi bật là câu lạc bộ thuyền buồm, văn phòng giám đốc cảng và ngọn hải đăng. Vào những ngày trời trong sáng tôi có thể nhìn thấy ngọn núi Mon, xa xa ở trên đất Ireland thuộc Anh, trong khi đó từ đỉnh Hốt tôi chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi của xứ Wilmer xa qua biển Ireland. Chúng tôi mua một chiếc xe cũ và thường lái xe lên núi Dublin, hít thở không khí trong lành và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp. Trong một chuyến đi như thế, chúng tôi nghe nói có một con mèo xiêm già đang sắp chết vì một khối u lớn ở bên trong. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi đã mang nó về nhà mình. Một bác sĩ thú y giỏi nhất Ireland đã khám bệnh cho nó và cho rằng nó chỉ sống được vài giờ. Tôi đã thuyết phục bác sĩ mổ cho nó và cắt bỏ khối u do nó bị bỏ rơi và đẻ nhiều con. Cuối cùng nó đã khỏi và thể hiện bản chất đáng yêu nhất của một con người hay con vật mà tôi đã từng gặp. Bây giờ khi tôi đang ngồi viết, nó đi lại quanh quẩn giống như một người phụ nữ có tuổi hiền lành. Nó hoàn toàn bị mù, nhưng đôi mắt xanh và rất đẹp của nó ánh lên sự thông minh và tốt bụng. Cô mèo Cuei hay chơi cùng với nó, hoặc chỉ dẫn cho nó bằng thần giao cách cảm, nên nó không bị va vào đâu hoặc không tự làm mình đau. Chúng tôi gọi nó là bà mèo già Grey Whisker vì nó rất giống một bà mẹ già suốt ngày đi loanh quanh, hưởng thụ những ngày cuối đời, sau khi đã cho ra đời nhiều đứa con. Hốt đã đem lại cho tôi hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Mr. Loftus, một cảnh sát, hay ở Ireland gọi là vệ binh thường dừng lại chỗ tôi nói chuyện. Ông ấy luôn là vị khách được chào đón. Là một người đàn ông to lớn, lanh lợi như một vệ binh ở cung điện Buckingham, ông ấy có tiếng là công bằng và không biết sợ. Ông ấy thường đến sau khi tan sở, và nói chuyện về những nơi xa xôi. Câu nói của ông ấy, lạy chúa, bác sĩ, cậu có cái đầu bỏ đi. Khiến tôi thấy buồn cười. Tôi đã bị cảnh sát ở nhiều nước đối xử tồi tệ, nhưng vệ binh Loftus của Hốt Ireland đã cho tôi thấy rằng cũng có những cảnh sát tốt bên cạnh những người xấu mà tôi đã từng biết. Tim tôi lại có dấu hiệu mệt mỏi, và vợ tôi muốn lắp điện thoại. Không may là tất cả các đường dây của The Hill đều đã dùng hết và không còn đầu nào cho chúng tôi. Một buổi chiều, hàng xóm của chúng tôi, bà O'Grady đến gõ cửa và nói, tôi nghe nói cậu muốn lắp điện thoại nhưng không được. Hãy dùng điện thoại nhà tôi bất cứ lúc nào cậu cần, đây là chìa khóa nhà. Người Ireland đối xử với chúng tôi rất tốt. Ông bà O'Grady lúc nào cũng cố gắng làm cái gì đó cho chúng tôi, cố gắng làm cho cuộc sống của chúng tôi ở Ireland được dễ chịu hơn. Thật là vinh dự và đặc ân cho chúng tôi khi đưa bà O'Grady đến thăm nhà của chúng tôi ở Canada trong một chuyến đi quá ngắn ngủi. Đột nhiên, rất bất ngờ, tôi bị ốm nặng. Những năm tháng trong trại giam, những căng thẳng triền miên mà tôi phải trải qua, những trải nghiệm không bình thường, đã gộp lại làm cho bệnh tim của tôi trở nên nghiêm trọng thực sự. Vợ tôi chạy vội sang nhà O'Grady để gọi điện cho bác sĩ đến gấp. Nhanh đến bất ngờ, bác sĩ Chapman vào phòng ngủ của tôi, và với kỹ năng thành thạo có được sau nhiều năm làm việc, ông nhanh chóng tiêm cho tôi một mũi dưới da. Bác sĩ Chapman là một trong những bác sĩ thuộc trường phái cũ, là bác sĩ gia đình, người có được kiến thức từ những ngón tay bé nhỏ của ông hơn là từ nửa tá mẫu vật cấp cứu được sản xuất sẵn của nhà nước mà hiện nay rất phổ biến. Bác sĩ Chapman và tôi là một trường hợp kết bạn từ cái nhìn đầu tiên, dần dần, dưới sự chăm sóc của ông, tôi đã hồi phục đủ để ra khỏi giường. Rồi sau đó là đi dạo quanh đến thăm các chuyên gia ở Dublin. Có người ở Anh đã nói với tôi rằng đừng bao giờ tin tưởng vào bác sĩ Ireland. Tôi đã tin tưởng và đã được điều trị tốt hơn ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Những con người cụ thể, quan hệ giữa con người ở đây tốt hơn nhiều so với sự lạnh lùng máy móc của các bác sĩ trẻ. Bruce Campbell đã xây một bức tường đá vững chắc xung quanh khu đất nhà tôi thay cho bức tường cũ đã bị đổ vì chúng tôi thường bị làm phiền bởi những du khách đến từ Anh Quốc. Mọi người thường đi du ngoạn từ Liverpool và ghé vào các khu vườn của các gia đình ở Hốt để cắm trại. Chúng tôi đã gặp một du khách khá thú vị. Một buổi sáng nọ có tiếng gõ cửa rất to. Vợ tôi ra trả lời và thấy một bà người Đức ở đó. Bà ta cố gắng đẩy cửa vào nhưng không được. Thế rồi bà ta tuyên bố sẽ cắm trại ở thềm nhà tôi cho đến khi được vào, ngồi dưới chân của Lord Sang Rampa. Vì tôi đang ở trên giường và chắc chắn là không muốn bất cứ ai ngồi dưới chân mình, nên đã bảo bà ấy đi đi. Đến chiều bà ấy vẫn ở đó. Mr. Loftus đến nhà, trông rất tức giận và cương quyết đã thuyết phục bà ấy đi xuống chân đồi để bắt xe bus về Dublin và không trở lại nữa.
Đó là những ngày tháng bận rộn, tôi cố gắng không làm việc quá sức. Cuốn Bác sĩ đến từ Hasa bây giờ đã hoàn thành, nhưng thư từ đã đến từ khắp nơi trên thế giới. Pet cậu đưa thư, thở khò khè khi đến cửa sau một chặng dài leo lên đồi. A, chào buổi sáng, cậu ta sẽ nói như vậy với bất kỳ ai ra mở cửa, hôm nay ông ấy thế nào? Ai chà, chắc những lá thư này đã làm gãy lưng tôi rồi. Một đêm khi tôi đang nằm trên giường ngắm ánh đèn lấp lánh của Port Manok và của những con tàu xa xa ngoài biển, tôi bất chợt nhìn thấy một ông già đang ngồi nhìn tôi chăm chú. Ông mỉm cười khi tôi quay lại nhìn ông. Ông nói, ta đã tới xem con tiến bộ thế nào, bởi vì ta muốn con trở về vùng Hoàng Kim. Con cảm thấy thế nào? Con nghĩ con có thể thu xếp được, chỉ cần cố gắng một chút thôi, tôi trả lời. Thầy sẽ đi cùng con chứ? Không, ông trả lời, vì thân xác con bây giờ quý giá hơn bao giờ hết, nên ta sẽ ở lại đây để bảo vệ nó. Suốt trong mấy tháng gần đây tôi đã phải chịu đựng nhiều. Một trong những nguyên nhân khiến tôi đau buồn là vấn đề người phương Tây vẫn còn hoài nghi, việc thay thế hoàn toàn thân xác của tôi đã hoàn thành. Thân xác cũ đã được mang đi đâu đó và được phép trở về cát bụi. Đối với những người thực sự quan tâm, thì đó là nghệ thuật phương Đông lâu đời và điều đó có thể đọc được ở nhiều cuốn sách. Tôi nằm một lát để phục hồi sức lực. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc thuyền câu muộn đang đi qua. Những ngôi sao đang tỏa sáng, và Ireland Eye, con mắt Ireland, đang tắm trong ánh trăng. Ông già cười và nói, ở đây con có khung cảnh thật dễ chịu. Tôi im lặng gật đầu, duỗi thẳng cột sống, khoanh chân lại bên dưới, rồi trôi đi như một làn khói. Tôi lơ lửng trên đỉnh đồi một lát, nhìn xuống vùng thôn quê tràn ngập ánh trăng. Ireland Eye, một hòn đảo ở ngoài khơi, phía ngoài đảo Lambay. Phía sau là thành phố Dublin rực rỡ ánh đèn, thật là một thành phố hiện đại và lộng lẫy. Khi bay chậm chậm lên cao hơn, tôi có thể nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp của vịnh Killarney, làm tôi nhớ đến Naples, và xa hơn là Greystone và Wicklow. Tôi lướt đi ra khỏi thế giới này, ra khỏi không gian và thời gian này. Tôi đã đi vào một thế giới khác của sự tồn tại mà không thể mô tả được bằng ngôn ngữ của không gian ba chiều. Nó giống như đi từ chỗ tối ra chỗ sáng. Thầy của tôi, Lạt Ma Minh Gia Đại Đức đang chờ tôi. Lóp Sang, con làm tốt lắm, và cũng phải chịu đựng nhiều, ngài nói. Không lâu nữa con sẽ trở lại đây và không đi đâu nữa. Cuộc chiến này thật đáng giá. Chúng tôi cùng đi qua những vùng đất đẹp lộng lẫy, di chuyển đến sảnh ký ức nơi có rất nhiều thứ để học. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một lát, gồm thầy của tôi, một nhóm người trông oai phong và tôi. Một người nói, sắp tới, con sẽ đến vùng đất của những người da đỏ và ở đó chúng ta sẽ giao nhiệm vụ khác cho con. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe trong vài giờ ngắn ngủi ở đây vì những thử thách sau này sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực của con đấy. Đúng thế, một người khác nhấn mạnh, và cũng đừng phải buồn khi có ai đó chỉ trích con, bởi vì họ không biết dựa vào đâu mà họ nói như vậy, họ như bị mù bởi chính sách ngu dân của phương Tây. Khi thần chết đến vuốt mắt họ và họ sẽ được tái sinh ở cuộc sống vĩ đại hơn, thì khi đó họ sẽ thực sự hối hận về những nỗi buồn và những rắc rối mà họ không nên gây ra. Khi tôi trở về Ireland, vùng đất này vẫn còn trong bóng tối, chỉ có vài vệt sáng yếu ớt vạch lên trên bầu trời buổi sáng. Dọc theo bờ cát dài ở Clontarf, những con sóng đang vỡ ra với tiếng rì rầm rên rỉ. Đỉnh đồi hốt lờ mờ hiện ra, một khối màu đen sẫm hiện ra trong màn đêm trước khi bình minh lên. Khi thả mình xuống, tôi liếc nhìn vào chóp mái nhà tôi. Tôi thân mến ơi, tôi tự nói với mình. Những con chim Hải Âu đã làm cong những thanh sắt trên mái nhà tôi. Tôi sẽ phải gọi cho Bruce Campbell đến để nắn lại cho thẳng. Ông già vẫn ngồi bên giường của tôi. Bà mèo già Phai Phai Grey Whisker vẫn đang ngồi ở cuối giường như để canh chừng. Khi tôi nhập vào thân xác và cử động trở lại, nó liền trèo lên cọ vào người tôi kêu gừ gừ. Nó gọi khẽ và cô mèo Kuei chạy vào, nhảy lên giường và nằm vào chỗ yêu thích của nó ở trên lòng tôi. Ông già nhìn xuống trìu mến và nhận xét, đúng là những sinh vật bậc cao. Ta phải đi đây, người anh em. Bưu điện buổi sáng mang đến thông báo về số tiền thuế khủng từ phòng thuế thu nhập của Ireland. Tôi chỉ không thích những người Ireland nào có liên quan đến phòng thuế, đối với tôi họ dường như chẳng giúp được gì và hay sách nhiễu không cần thiết. Đối với các nhà văn ở Ireland, thuế hoàn toàn là bắt buộc và nó còn là bi kịch bởi vì Ireland có thể thu thuế tốt từ những người sẽ tiêu tiền. Dù có thuế hay không thì tôi vẫn thích sống ở Ireland hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, ngoại trừ Tây Tạng.
Chúng ta sẽ đi Canada, tôi nói. Mọi người đón nhận tuyên bố này với vẻ mặt buồn bã. Chúng ta sẽ mang những con mèo đi như thế nào? Mọi người hỏi tôi. Đi máy bay, tất nhiên, chúng sẽ đi cùng chúng ta, tôi trả lời. Các thủ tục khá nhiều và luôn chậm trễ. Các quan chức Ireland tích cực giúp đỡ đến cùng, nhưng phía Canada thì không vậy. Lãnh sự Mỹ còn giúp đỡ nhiều hơn phía Canada. Chúng tôi được lăn tay và phỏng vấn, sau đó là kiểm tra y tế. Tôi bị loại, có quá nhiều sẹo, vị bác sĩ nói. Anh phải đi chụp X-quang. Vị bác sĩ Ireland người chụp X-quang cho tôi nhìn tôi thông cảm. Chắc cậu đã phải sống rất khổ sở. Ông ta nói, những cái sẹo này, tôi sẽ phải báo cáo những phát hiện của mình cho Bộ Y tế Canada. Xét về tuổi của cậu thì tôi đoán là họ sẽ chấp nhận cho cậu vào Canada, nhưng phải có điều kiện. Cô mèo Queen, bà mèo già Phai Phai Grey Whisker do bác sĩ thú y kiểm tra và cả hai đều qua. Trong khi chờ trả lời cho trường hợp của tôi, chúng tôi làm đề nghị được đưa mèo lên máy bay đi cùng. Chỉ có Suý Xe là đồng ý, vậy là chúng tôi tạm thời đặt chỗ ở đây. Những ngày sau, tôi được gọi đến Sứ quán Canada. Người đàn ông cáu kỉnh nhìn tôi. Anh bị bệnh à? Anh ta nói. Tôi cần phải biết chắc rằng anh sẽ không phải điều trị ở đó. Tay anh ta vân vê, rồi dường như phải rất cố gắng anh ta nói, Montreal đã đồng ý cấp visa cho anh với điều kiện anh phải khai báo với Bộ Y tế ngay khi đến nơi, và sẽ phải thực hiện bất kỳ phương án điều trị nào nếu họ nói là cần thiết. Nếu anh không đồng ý, anh không được vào, anh ta phấn khởi nói. Dường như rất lạ đối với tôi là rất nhiều viên chức sứ quán của các nước khác thường thích làm khổ người khác một cách không cần thiết, nói cho cùng họ cũng chỉ là những người làm thuê, không thể gọi họ là nô bộc của dân được. Chúng tôi giữ bí mật kế hoạch này, chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới biết là chúng tôi sắp đi và đi đâu. Qua kinh nghiệm chúng tôi đã biết, hầu như sẽ thành hiện tượng là nếu chúng tôi hát hơi, sẽ có ngay nhà báo đến đập cửa nhà tôi và hỏi tại sao. Chúng tôi lái xe lần cuối vòng quanh Dublin và qua những địa điểm tuyệt đẹp của Hốt. Quả thật rất buồn khi nghĩ rằng mình sắp rời đi, và không ai trong chúng tôi ở đây cảm thấy vui vẻ. Một hãng rất có tiếng ở Dublin đã đồng ý chở chúng tôi bằng xe bus đến Shannon, gồm cả những chú mèo và hành lý. Trước Giáng sinh vài ngày, chúng tôi đã sẵn sàng để ra đi. Người bạn già của chúng tôi, Mr. Loftus đến chào tạm biệt và đi tiễn chúng tôi. Nếu không có những giọt nước mắt của ông ấy thì tôi đã không hiểu hết về ông ấy. Tôi cảm thấy rõ ràng là tôi đang phải chia tay một người bạn rất thân thiết. Ông bà O'Grady cũng đến tiễn chúng tôi, ông ấy đã nghỉ làm một ngày để làm việc này. Ông bà O'Grady lộ rõ vẻ lo lắng và hồi hộp, Paddy thì cố gắng che giấu cảm xúc của mình và cố tỏ ra vui vẻ nhưng không giấu được ai. Tôi khóa cửa nhà, đưa chìa khóa cho Mr. O'Grady để gửi cho luật sư, rồi lên xe tạm biệt quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi kể từ khi tôi rời Tây Tạng. Chúng tôi phải rời xa những người bạn tốt nhất mà tôi đã được gặp trong một thời gian dài. Chiếc xe chạy nhanh trên cao tốc phẳng lì dẫn đến Dublin, hòa vào hệ thống giao thông rất quy củ của thành phố, chạy trên những con đường bao quanh những ngọn núi. Chúng tôi chạy xe đã được nhiều giờ, người tài xế rất thân thiện và thạo nghề, luôn chỉ cho chúng tôi những nơi đáng nhớ và rất quan tâm đến sức khỏe và tiện nghi cho chúng tôi. Chúng tôi dừng lại dọc đường để uống trà. Cô mèo Queen thích ngồi lên chỗ cao để quan sát xe cộ và kêu lên thích thú khi có ai đó bế nó đi. Còn bà mèo già Phai Phai Grey Whisker lại thích ngồi yên lặng và suy tư. Việc xe dừng lại gây ngạc nhiên cho nó. Tại sao chúng ta phải dừng lại? Mọi việc có ổn không? Chúng tôi lại đi tiếp vì đường còn dài mà Shannon thì còn xa. Bóng tối ập xuống làm chúng tôi phải đi chậm hơn. Tối khuya chúng tôi tới sân bay Shannon, để lại hành lý chính ở đó, chúng tôi đi đến khách sạn đã đặt cho đêm nay và hôm sau. Vì sức khỏe của tôi và hai con mèo nên chúng tôi đã ở lại Shannon một ngày một đêm, sau đó sẽ rời đi vào đêm hôm sau. Chúng tôi đặt mỗi người một phòng, rất may là có cửa thông với nhau bởi vì thím mèo không biết thích ở phòng nào. Mất một lúc chúng cứ đi lòng vòng khắp nơi, hít hít như chiếc máy hút bụi, đọc vị tất cả những ai đã ở trong phòng trước đây, rồi chẳng mấy chốc chúng trở nên im lặng và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tôi nghỉ ngơi, và đi ngắm một vòng sân bay. Cửa hàng miễn thuế, hấp dẫn tôi, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó, nếu một người mua một món đồ gì đó, người đó sẽ phải khai thuế ở đâu đó và rồi nộp thuế, vậy lợi ích là cái gì?
Nhân viên soi xe rất tốt bụng và chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc thủ tục đã xong và chúng tôi chỉ còn đợi lên máy bay. Nửa đêm đã trôi qua và đã 1 giờ sáng. Đến 1 giờ 30 chúng tôi và hai con mèo lên một chiếc máy bay lớn của soi xe. Hai con mèo gây ấn tượng với mọi người bởi sự tự tin và điềm tĩnh của chúng. Thậm chí tiếng ồn của động cơ cũng không khiến chúng sợ hãi. Chẳng mấy chốc máy bay lăn bánh trên đường băng và tăng tốc. Mặt đất đã ở lại bên dưới, dòng sông Shannon xuất hiện một thoáng dưới cánh máy bay rồi cũng biến mất. Phía trước chúng tôi là đại Tây Dương bao la, để lại những làn sóng trắng xóa dọc bờ biển Ireland. Động cơ có dấu hiệu thay đổi, một vệt lửa kéo dài từ những ống xả bóng loáng của máy bay. Đầu máy bay hơi nghiêng đi một chút. Hai con mèo im lặng nhìn tôi, chúng như băn khoăn không biết có điều gì phải lo lắng không. Đây là lần thứ 7 tôi vượt qua Đại Tây Dương, và tôi mỉm cười trấn an chúng. Chẳng bao lâu sau chúng nằm cuộn tròn và ngủ mất. Đêm thật dài, chúng tôi đang bay trong đêm, đối với chúng tôi đêm phải dài đến 12 tiếng trong bóng tối. Đèn trong khoang mờ đi, chỉ còn lại thứ ánh sáng màu xanh dễ gây buồn ngủ. Chúng tôi đang bay trên độ cao 35.000 feet so với mặt biển xám xịt và không ngủ ở bên dưới. Ánh sáng mờ nhạt chậm chậm xuất hiện trên bầu trời xa xa ở phía đường cong của trái đất. Có tiếng chuyển động nhộn nhịp trong khu bếp, tiếng lách cách của bát đĩa, rồi từ từ đèn được bật lên. Anh tiếp viên trưởng dễ mến đi dọc theo cabin luôn chú ý đến tiện nghi của các hành khách. Đội tiếp viên chuyên nghiệp đi phục vụ bữa sáng. Không có nước nào được như Thụy Sĩ về tính chuyên nghiệp trên máy bay, về sự quan tâm chăm sóc đến nhu cầu của hành khách và về việc cung cấp những món ăn thực sự tuyệt vời. Các chú mèo ngồi dậy và chỉ chăm chăm đến việc sắp được cho ăn. Xa xa về phía bên phải xuất hiện đường nét màu xám lờ mờ và nhanh chóng nó trở nên to dần. New York, tôi không thể không nghĩ đến lần đầu tiên tôi đến Mỹ, làm việc trên tàu như một người thợ máy. Khi đó những tòa nhà chọc trời ở Manhattan sừng sững vươn cao, thật ấn tượng với kích thước của chúng. Bây giờ chúng đâu rồi? Chắc không phải là những đốm nhỏ kia chứ? Chiếc máy bay to lớn lượn vòng, nghiêng cánh. Tiếng động cơ thay đổi. Máy bay hạ thấp dần độ cao. Dần dần các tòa nhà ở dưới đất cũng hiện hình, những gì xuất hiện lúc trước như một bãi đất hoang đã hiện hình là sân bay quốc tế Idlewild. Phi công Thụy Sĩ rất chuyên nghiệp đã hạ cánh xuống đường băng chỉ với tiếng rít nhẹ của bánh xe. Máy bay nhẹ nhàng chạy theo đường dẫn về nhà ga sân bay. Xin hãy ngồi yên tại chỗ, cô tiếp viên nhắc. Một tiếng thịch nhẹ khi chiếc xe thăng áp vào thân máy bay, tiếng kim loại va vào nhau, rồi cửa cabin được mở toang. Tạm biệt, mọi người trong đội bay đứng xếp thành hàng ở lối ra, nói, hẹn gặp lại trên chuyến bay sau. Từ từ chúng tôi xếp hàng đi xuống thang và đi vào khu vực làm thủ tục. Idlewild giống như một nhà ga xe lửa đang phát điên. Mọi người đổ xô đi khắp nơi, chen bật những gì cản đường họ. Một nhân viên phục vụ bước lên phía trước, nói, xin đi lối này, phải làm thủ tục hải quan trước. Chúng tôi xếp hàng bên cạnh băng chuyền. Một đống hành lý bất ngờ xuất hiện, di chuyển dọc theo băng chuyền, kéo dài từ lối vào đến chỗ các nhân viên hải quan. Các viên chức hải quan đi dọc theo băng chuyền, lục soát các vali đã mở. Các người từ đâu tới? Một viên chức hỏi tôi. Từ Dublin, Ireland, tôi trả lời. Các người đi đâu? Chúng tôi đi Windsor, Canada, tôi nói. Được rồi, có ảnh khiêu dâm nào không? Đột nhiên anh ta hỏi. Để cho anh ta bình thường trở lại, chúng tôi xuất trình hộ chiếu và visa. Việc này khiến tôi nhớ lại trường hợp của tôi khi ở nhà máy đóng gói thịt ở Chicago, đó là cách mọi người được đối xử. Trước khi rời Ireland, chúng tôi đã đặt chỗ trên máy bay Mỹ để bay đến Detroit. Họ đã đồng ý chở mèo đi cùng chúng tôi. Bây giờ các nhân viên của hãng hàng không đó từ chối bán vé cho chúng tôi và cũng từ chối không chở theo hai con mèo, những con mèo đã bay xuyên Đại Tây Dương mà không hề gây rắc rối hoặc phiền toái gì. Có vẻ như chúng tôi sẽ bị kẹt lại ở New York một thời gian, hãng hàng không không mảy may quan tâm đến chúng tôi. Tôi đã thấy quảng cáo taxi hàng không đi bất kỳ đâu từ sân bay LaGuardia. Chúng tôi thuê xe limousine của sân bay để đi vài dặm đến một nhà nghỉ ở ngay bên ngoài sân bay LaGuardia. Chúng tôi có thể mang mèo vào cùng không? Chúng tôi hỏi người đàn ông ở bàn lễ tân. Anh ta nhìn hai cô mèo nhỏ nhắn ngoan ngoãn, và nói, đương nhiên rồi, chúng được vào chứ. Cô mèo Kuei và bà mèo Phai Phai Grey Whisker thực sự rất vui vì lại có dịp được dạo quanh và khám phá hai căn phòng mới. Sự căng thẳng của chuyến đi bây giờ đang ảnh hưởng đến tôi. Tôi lui về giường ngủ.
Vợ tôi chạy qua đường sang bên sân bay LaGuardia, cố gắng tìm xem có hãng taxi hàng không nào chấp nhận chở và khi nào chúng tôi có thể đi được. Cuối cùng cô ấy trở về vẻ mặt lo lắng. Họ tính giá cao lắm. Cô ấy nói, thôi được, nhưng chúng ta không thể ở lại đây, chúng ta phải đi thôi. Tôi đáp lại, cô ấy nhấc điện thoại gọi và thu xếp được ngay chuyến bay ngày mai bằng taxi hàng không đi Canada. Chúng tôi ngủ ngon đêm đó. Những con mèo hoàn toàn vô tư, thậm chí hình như còn thích thú nữa. Sáng ra, sau bữa điểm tâm, chúng tôi được đưa sang sân bay. Sân bay LaGuardia rộng mênh mông với máy bay lên xuống từng phút suốt cả ngày. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy chỗ mình sẽ xuất phát và chúng tôi, những con mèo, và hành lý được đưa lên một chiếc máy bay nhỏ hai động cơ. Viên phi công, một người đàn ông nhỏ bé với cái đầu cạo trọc chỉ gật đầu với chúng tôi, và rồi máy bay chạy ra đường băng. Chúng tôi chạy khoảng 2 dặm và rồi đứng ở một ô trống để chờ đến lượt cất cánh. Phi công của một chiếc máy bay to bay xuyên lục địa vẫy chúng tôi và vội vàng nói vào micro. Phi công của chúng tôi thốt ra những từ mà tôi không thể nhắc lại, và nói, máy bay bị thủng lốp rồi. Không khí như bị xé toang bởi tiếng rú còi của xe cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát chạy như điên trên đường nội bộ và phanh gấp bên máy bay của chúng tôi với tiếng rít của lốp xe. Cảnh sát à, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Tôi tự nhủ, lại thêm những tiếng còi khác nữa, và một đội xe cứu hỏa chạy đến, những người đàn ông nhảy tràn xuống khi xe chạy chậm lại. Viên cảnh sát bước lại nói chuyện với phi công của chúng tôi. Họ đi đến chỗ xe cứu hỏa, rồi cuối cùng cả cảnh sát và lính cứu hỏa đều rời đi. Một chiếc xe chuyên sửa chữa chạy ra, kích chiếc máy bay mà chúng tôi đang ngồi trên đó, tháo chiếc bánh xe bị hỏng rồi mang đi. Chúng tôi ngồi đó 2 tiếng đồng hồ chờ họ mang chiếc bánh xe trở lại. Cuối cùng bánh xe đã được lắp vào, viên phi công khởi động lại động cơ, rồi máy bay cất cánh. Chúng tôi bay trên dãy núi Allegheny, trước tiên hướng đến Pittsburgh. Vừa bay qua những ngọn núi thì đồng hồ đo nhiên liệu ở ngay trước mặt tôi dừng ở số 0 và bắt đầu chạm vào điểm dừng. Viên phi công dường như không hay biết gì. Tôi chỉ cho anh ta thấy và anh ta nói giọng thì thầm, à, chắc chắn rồi, lúc nào chúng ta cũng có thể hạ cánh. Mấy phút sau chúng tôi bay đến một khoảng trống giữa các ngọn núi, nơi mà nhiều máy bay hạng nhẹ có thể hạ cánh dừng nghỉ. Viên phi công lượn một vòng rồi hạ cánh, chạy đến trạm bơm dầu. Chúng tôi tạm dừng đủ để máy bay được tiếp đầy dầu, rồi lại cất cánh từ đường băng phủ đầy tuyết và đóng băng. Những bờ dốc đầy tuyết trải dọc hai bên, tạo thành những đụn tuyết lớn trong thung lũng. Bay thêm một chút nữa chúng tôi tới Pittsburgh. Chúng tôi phát ốm về những chuyến đi, vất vả và mệt mỏi. Chỉ có cô mèo Kuei là tỉnh táo, nó ngồi nhìn ra cửa sổ và có vẻ như hài lòng với tất cả mọi thứ. Khi Cleveland đã ở dưới cánh máy bay, chúng tôi nhìn thấy hồ Erie ngay ở phía trước. Hàng đống băng lớn bị dồn lại, trong khi rất nhiều vết nứt vỡ chạy khắp mặt hồ đóng băng. Viên phi công chấp nhận bay qua hồ hướng thẳng đến đảo Pele, tiết kiệm được nửa đường. Từ đó chúng tôi bay đến Amherstburg và rồi đến sân bay Windsor. Sân bay yên ắng đến kỳ lạ. Không có những hoạt động nhộn nhịp. Chúng tôi di chuyển đến tòa nhà hải quan, bước xuống máy bay và đi vào bên trong. Có mỗi một nhân viên hải quan vừa tan sở bây giờ đã là sau 6 giờ tối. Anh ta rầu rĩ nhìn đống hành lý của chúng tôi. Không có nhân viên xuất nhập cảnh ở đây, anh ta nói. Mọi người phải chờ ở đây cho đến khi có người đến. Chúng tôi ngồi xuống và đợi. Thời gian chậm chạp trôi đi. Nửa tiếng đã trôi qua, thời gian như ngừng lại, chúng tôi đã không ăn uống gì từ lúc 8 giờ sáng. Đồng hồ đã điểm 7 giờ. Một nhân viên hải quan đến thay phiên, đi lại lại, và nói, tôi không thể làm gì cho đến khi có viên chức xuất nhập cảnh làm thủ tục cho ông bà. Thời gian như trôi đi chậm hơn. 7 giờ 30, một người đàn ông cao lớn đến và đi vào quầy xuất nhập cảnh. Có vẻ thất vọng và hơi đỏ mặt, anh ta đến chỗ nhân viên hải quan. Tôi không thể mở được bàn làm việc. Anh ta nói, hai người thì thầm nói với nhau một lúc rồi thử các chìa khóa, đập đập, đẩy đẩy. Cuối cùng trong lúc tuyệt vọng, họ lấy một cái tuốc nơ vít và phá ổ khóa bàn. Nhưng không phải cái bàn này vì nó trống rỗng. Cuối cùng cũng tìm thấy form để khai báo. Chúng tôi mệt mỏi điền vào form, ký chỗ này chỗ kia. Viên chức xuất nhập cảnh cộp dấu vào hộ chiếu của chúng tôi, đã nhập cảnh. Bây giờ ông sang bên quầy hải quan, ông ta nói. Vali và các hòm hộp được mở ra.
Trên tờ khai ghi rõ chi tiết các đồ đạc của chúng tôi là định cư lâu dài thêm vài con dấu nữa, và cuối cùng chúng tôi được tự do nhập cảnh vào Canada tại Windsor, Ontario. Viên chức hải quan trở nên nhiệt tình hơn khi biết chúng tôi đến từ Ireland. Bản thân là người gốc Ireland, với cha mẹ là người Ireland vẫn còn sống, anh ta hỏi rất nhiều câu hỏi và thật tuyệt vời anh ta đã giúp chúng tôi mang đồ ra chiếc xe đang đứng đợi. Ra ngoài sân bay còn lạnh hơn, tuyết phủ dày trên mặt đất. Vừa qua sông Detroit, các tòa nhà vươn lên trời cao, tạo thành những mảng ánh sáng khi tất cả các văn phòng và căn hộ đã lên đèn, vì Giáng sinh đã đến gần. Chúng tôi chạy xe vào đại lộ rộng lớn Ouled, con phố chính của Windsor. Không còn nhìn thấy sông nữa, trông có vẻ như là chúng tôi đang lái xe thẳng sang nước Mỹ. Cậu thanh niên đang lái xe cho chúng tôi hình như không biết đường, bỏ lỡ một ngã tư chính, anh ta làm một động tác khác thường khiến chúng tôi dựng tóc gáy. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được căn nhà đã thuê và thật mừng vì đã xuống xe. Ngay lập tức tôi có chat gọi của Bộ Y tế yêu cầu tôi có mặt, dọa sẽ có biện pháp mạnh kể cả trục xuất nếu tôi không tới. Thật không may, đe dọa dường như là biện pháp yêu thích của các quan chức Ontario, và đó là lý do vì sao chúng tôi lại chuẩn bị đi tiếp đến một nơi khác thân thiện hơn. Tại Bộ Y tế tôi phải chụp X-quang, và phải kiểm tra thêm một vài bộ phận khác nữa, và cuối cùng tôi lại được về nhà. Khí hậu ở Windsor thật kinh khủng, cùng với thái độ của các viên chức ở đây khiến chúng tôi phải quyết định sẽ rời đi ngay khi cuốn sách này được viết ra. Bây giờ thì câu chuyện của Rampa đã kết thúc. Tôi đã kể ra tất cả sự thật giống như hai cuốn sách khác của tôi. Tôi có rất nhiều điều có thể nói về thế giới phương Tây, bởi vì trong chuyến du hành thể vía, tôi mới chỉ chạm vào phần rìa của sự việc. Tại sao phải dùng máy bay do thám với những rủi ro đi kèm khi mà người ta có thể du hành trong thể vía và có thể quan sát được cả bên trong nhà hội đồng? Con người có thể nhìn thấy và con người cũng có thể ghi nhớ được. Trong một số hoàn cảnh nhất định, con người ta có thể dùng ý chí để di chuyển một số đồ vật nếu việc đó là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng người phương Tây lại nhạo báng những điều mà anh ta không hiểu, gọi những người có những khả năng mà anh ta không có được là kẻ lừa đảo, và tự lao vào xỉ và điên cuồng những người dám bất chấp làm những việc khác người. Với tâm trạng vui vẻ, tôi đặt máy chữ sang một bên và nghỉ tay chơi đùa với cô mèo Cuei và bà mèo mù già Phai Phai Grey Whisker, cả hai đã kiên trì ngồi chờ tôi đã lâu. Đêm đó, bằng thần giao cách cảm, tôi lại nhận được một tin nhắn. Lóp sang, bây giờ con chưa kết thúc cuốn sách này được. Tim tôi trùng xuống, tôi ghét phải viết mặc dù vẫn biết rằng có rất ít người có khả năng nhận thức được sự thật. Tôi viết về những điều mà trí tuệ của con người có thể làm được. Thậm chí những giai đoạn cơ bản ban đầu được mô tả trong cuốn sách này cũng sẽ là khó tin, bây giờ nếu có người nói rằng người Nga đã đưa được người lên sao hỏa thì họ sẽ tin ngay. Con người rất sợ sức mạnh của trí tuệ nhân loại, và chỉ chú tâm vào những thứ vô bổ như tên lửa hay tàu vũ trụ. Con người sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn bằng cách sử dụng các phương pháp trí tuệ này. Lóp sang, sự thật à? Con có nhớ câu chuyện cổ tích Hebrew không? Lóp sang, hãy viết đi, và viết cả những gì có thể xảy ra ở Tây Tạng nữa. Một học giả người Do Thái, nổi tiếng bởi kiến thức và sự thông minh của ông, đã từng được hỏi tại sao ông thường minh họa một sự thật vĩ đại chỉ bằng việc kể một câu chuyện giản dị. Vị học giả khôn ngoan nói, việc đó tốt nhất là được minh họa bằng một câu chuyện ngụ ngôn. Ngụ ngôn nói về ngụ ngôn. Có một lần sự thật đi giữa những người không trang điểm, trần trụi như sự thật vậy. Bất cứ ai nhìn thấy sự thật đều quay mặt đi vì sợ hãi và xấu hổ bởi vì họ không dám đối mặt với sự thật. Sự thật đi lang thang giữa mọi người trên trái đất, không được chào đón, bị cự tuyệt và cũng không bị truy nã. Một ngày, không bạn bè và cô độc, sự thật gặp ngụ ngôn đang đi dạo rất vui vẻ, mặc quần áo đẹp và sặc sỡ. Sự thật, sao trông cậu buồn rầu và khốn khổ thế? Ngụ ngôn tươi cười hỏi. Bởi vì tôi già và xấu xí nên mọi người tránh xa tôi, sự thật nói vẻ nghiêm trọng. Vô lý, ngụ ngôn cười to, nói. Đó không phải là lý do mọi người tránh mặt cậu. Hãy mượn vài bộ đồ của tôi, rồi đi gặp mọi người xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy là sự thật mặc vài bộ quần áo trông dễ thương của ngụ ngôn, và bây giờ bất cứ chỗ nào anh ấy đến anh ấy cũng được đón chào. Vị học giả tinh quái mỉm cười và nói, con người không thể đối diện với sự thật trần trụi, họ thích nó được che đậy trong bộ đồ của ngụ ngôn hơn. Đúng thế, lóp sang, đó là cách diễn đạt rất tốt những suy nghĩ của con, còn bây giờ là một câu chuyện khác.
Những con mèo lững thững đi ra ngồi vào ổ của chúng và đợi cho đến khi tôi thực sự kết thúc. Tôi lại nhấc máy chữ lên, cài giấy vào và tiếp tục. Từ rất xa, người quan sát tăng tốc ánh lên màu xanh lam ma quái khi lướt qua các lục địa và đại dương, bỏ lại một phần trái đất nằm trong bóng tối. Trong trạng thái vía chỉ có những người có khả năng thấu thị mới nhìn thấy anh ta, còn anh ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ và, khi trở về thân xác của mình, anh ta vẫn nhớ lại tất cả. Anh ta thả mình trôi đi, miễn nhiễm với cái lạnh, không bị ảnh hưởng bởi không khí loãng, anh bay đến nấp ở trên đỉnh núi cao, và chờ đợi. Những tia nắng ban mai đầu tiên hắt lên những đỉnh núi đá cao nhất biến chúng thành màu vàng, phản chiếu vô số màu sắc từ tuyết trong các khe núi. Những vệt sáng yếu ớt chiếu rọi lên bầu trời khi mặt trời ló dạng từ đường chân trời xa xa. Ở dưới thung lũng có nhiều việc kỳ lạ đang diễn ra. Những ánh đèn được che chắn cẩn thận di chuyển chỗ này chỗ khác như thể xe đang chạy. Dòng sông hạnh phúc mờ ảo như sợi chỉ bạc phát ra những đốm sáng lấp lánh. Có nhiều hoạt động lạ lùng đang được giấu giếm ở đây. Những công dân hợp pháp của Hasa đang trốn trong nhà họ hoặc đang bị canh giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Mặt trời dần hiện ra theo quỹ đạo của nó. Những tia sáng đầu tiên xuất hiện phản chiếu một hình thù kỳ lạ còn lờ mờ phía dưới thung lũng xa xa. Khi ánh nắng trở nên rực rỡ hơn, người quan sát đã thấy rõ hơn hình dạng to lớn của một vật thể. Nó rất lớn, hình trụ, và trên một đầu nhọn hướng lên trời có vẽ những con mắt và cái mồm đầy răng. Nhiều thế kỷ nay những thủy thủ Trung Quốc vẫn hay vẽ những con mắt lên con tàu của họ. Bây giờ trên con quái vật này những đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. Mặt trời lên cao, chẳng mấy chốc cả thung lũng tràn ngập ánh nắng. Một cấu trúc kim loại kỳ dị đang được kéo ra khỏi con quái vật bây giờ chỉ còn một phần bị che khuất trong cái ổ của nó. Một quả tên lửa khủng, dựng đứng trên cái đuôi của nó, toát lên vẻ độc ác và chết chóc. Tại căn cứ này, các kỹ thuật viên đeo tai nghe đang chạy lăng xăng trông như một đàn kiến vỡ tổ. Một tiếng còi rú lên chói tai, rồi những âm thanh vang dội lại từ tảng đá này sang tảng đá khác, từ vách núi này đến vách núi khác, chúng hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn đáng sợ và khủng khiếp, thứ âm thanh này ngày càng lớn dần. Lính chiến, lính canh, những người lao động, ngay lập tức quay ra bỏ chạy nhanh nhất có thể đến ẩn nấp dưới những tảng đá phía xa. Lưng chừng sườn núi ánh nắng dọi vào một nhóm nhỏ những người đàn ông đang tụ tập quanh một thiết bị vô tuyến điện. Một người đàn ông cầm chiếc mic lên và nói với những người đang trú trong căn hầm bê tông cốt thép lớn nằm nửa chìm nửa nổi cách khu vực tên lửa khoảng một dặm. Một giọng nói ọ ẹ phát ra được vài giây rồi tịt ngóm. Trong một thời gian ngắn không có gì diễn ra, không khí thật yên bình. Chỉ có những làn hơi nước nhẹ nhẹ rỉ ra từ quả tên lửa là thứ duy nhất đang hoạt động. Thế rồi hơi nước phụt ra, tiếng gầm rú càng ngày càng lớn khiến cho các hòn đá nhỏ bắt đầu rơi. Bản thân mặt đất dường như rung lên và rên rỉ. Âm thanh càng ngày càng lớn đến mức dường như màng nhĩ bị vỡ tung dưới cường độ mạnh như vậy. Một cục lửa cực lớn cùng với hơi nước xuất hiện từ bệ phóng tên lửa, che khuất toàn bộ bên dưới. Như thể phải cố gắng ghê gớm lắm, quả tên lửa từ từ bay lên. Tại một thời điểm, nó dường như đứng yên tại chỗ trên cái đuôi lửa của mình, thế rồi nó tăng tốc bay vọt lên trời cao đang rung chuyển, bùng nổ và gầm vang thách thức nhân loại. Nó cứ bay lên mãi, để lại luồng khói và hơi nước chạy dài bên dưới. Tiếng rú rít rung lên giữa các đỉnh núi còn lưu lại rất lâu sau khi hình ảnh của nó biến mất. Nhóm kỹ thuật bên sườn núi đang cuống cuồng theo dõi radar, ồn ào nói qua mic hoặc dùng ống nhòm công suất lớn để rà soát bầu trời. Xa xa phía trên đầu, một tia sáng lóe lên khi chiếc tên lửa đồ sộ chuyển hướng và đi vào quỹ đạo đã định sẵn của nó. Những bộ mặt sợ hãi ló ra sau những tảng đá. Họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, lúc này tạm quên đi sự phân biệt giữa lính canh và lao động khổ sai. Thời gian trôi đi, các kỹ thuật viên đã tắt hệ thống radar của họ vì tên lửa đã bay quá phạm vi của họ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Đột nhiên đám kỹ thuật nhảy cẫng lên, hoa chân múa tay như điên, quá khích đến quên cả bật mic. Chiếc tên lửa với đầu đạn hạt nhân đã rơi xuống một đất nước xa xôi, yêu hòa bình. Đất nước này đã trở thành một đống đổ nát với các thành phố bị tàn phá, người dân bị chết cháy trong ngọn lửa dữ dội. Những người Trung Cộng với đủ các loại loa, la hét, gào thét vì sung sướng, không còn giấu giếm niềm vui trước thành tựu chết người của họ. Giai đoạn đầu của cuộc chiến đã kết thúc, giai đoạn 2 sắp bắt đầu. Đám kỹ thuật đắc chí vội vàng chuẩn bị phóng quả tên lửa thứ hai. Đó là một câu chuyện tưởng tượng. Nó có thể là hiện thực.
Điểm phóng tên lửa càng cao, lực cản của không khí lên nó càng nhỏ và nó càng tiêu tốn ít nhiên liệu hơn rất rất nhiều. Một quả tên lửa được phóng đi từ bình nguyên của Tây Tạng, cao hơn mực nước biển 17.000 feet thì sẽ hiệu quả hơn nhiều quả tên lửa được phóng đi từ vùng đất thấp. Như vậy, những người Cộng sản đang có được lợi thế khó lường so với phần còn lại của thế giới, họ có những địa điểm cao nhất, hiệu quả nhất để từ đó phóng những quả tên lửa hoặc lên vũ trụ hoặc tới các nước khác. Trung Quốc đã tấn công Tây Tạng nhưng không chiến thắng được nó để họ có được lợi thế to lớn này trước các cường quốc phương Tây. Trung Quốc đã tấn công Tây Tạng để mở đường sang Ấn Độ, khi họ đã đủ điều kiện, và có thể họ sẽ qua Ấn Độ để vươn tới châu Âu. Cũng có thể là Trung Quốc và Nga sẽ cấu kết với nhau gây ra một cuộc tấn công theo thế gọng kìm đè bẹp cuộc sống tự do của tất cả các quốc gia nằm trên đường đi của họ. Điều đó có thể xảy ra trừ khi chúng ta phải hành động ngay. Ba Lan, Trân Châu Cảng, Tây Tạng. Các chuyên gia sẽ nói rằng những tội ác như thế sẽ không thể tồn tại. Họ đã nhầm. Liệu họ sẽ còn tiếp tục sai lầm nữa không? Hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nhấn nút like, share chia sẻ kênh và đăng ký subscribe để theo dõi bài viết mới của kênh Tâm Linh và Huyền Học.